cũng quá nhiều, cho nên gặp cái vấn đề gì cũng đem tâm phân biệt ra để mà xử lý. Thì điều đó là một cái chướng ngại rất là lớn. Và cái tâm phân biệt đó nó sẽ tạo thành vọng tưởng và chấp trước. Vọng tưởng còn dễ bỏ, chấp trước thì hết sức là khó khăn. Tôi nghĩ rằng nếu như là trong những cái tuần lễ mà tu thiền thất, nếu những người có tu thì thầy hỏi rằng Như Lai thiền là gì, thì những người mà có dự cái khóa đó, mỗi người sẽ trả lời một cách khác nhau. Có người sẽ nói rằng Như Lai thiền là ngồi kéo chân, có người thì chỉ dùng một chữ đau, có người thì dùng chữ nhẫn, có người thì dùng chữ tu đi rồi biết. Còn nếu mà những người nào không có dự cái khóa đó thì sẽ mở sách ra để mà nói, ta giải thích Như là gì, Lai là gì, thiền là gì, rồi gom lại giải thích Như Lai thiền. Thì theo con nghĩ những cái gì trong sách vở là không phải của mình, thì những cái gì mình có làm dù dở dù hay, dù thành công dù thất bại, thì cái đó mới là của mình. Cho nên con xin cố gắng từ đây con buông bỏ những cái kiến giải, những cái tri thức, dù là Phật pháp đi nữa, con cũng phải buông xuống để cho cái ly nước trà nó được trống thì thầy mới có thể dạy dỗ chúng con. Nếu ly nước nó đầy thì thầy dạy bao nhiêu nó cũng tràn ra, con không có thâu nhận được. Vì vậy hôm nay con xin sám hối, con sẽ không có dùng tâm phân biệt, con không dùng sách vở, mà thầy hỏi cái gì con phải lấy ngay cái kinh nghiệm tu học của mình để thầy biết cái căn cơ tới đâu thì thầy mới có thể dẫn dắt được. Chứ nếu luôn luôn con dùng sách vở để trả lời thì thầy không có thể nào biết được sự tu hành của con tới đâu. Vì vậy hôm nay trước thầy, chư tôn đức và đại chúng, con xin sám hối trong lòng bất thị giờ của thầy, và con giúp thầy để thầy giúp lại con tu học để sớm thành đạt hơn, không bị những cái chướng ngại trong sách vở nó làm ngăn cách sự thực chứng thực học mà thầy luôn luôn muốn trao truyền cho chúng con. Nam mô A Di Đà. You missed such a beautiful message. I even forgot what it was about. It sounded so good, though, didn't it? Yeah, it sounds pretty nice. Very profound. Many aspects that I'm not sure I understand what she's talking about. But I'm glad many of them understand what you meant. So, what did she say? Anyone remember? It's very long. It's just said a lot of things. She had some understandings from the practice. First of all, she apologized for asking a silly, what she termed a silly question yesterday about the difference between the Chan Qi and the Fu Qi. And she realized that it's just a silly question because it's like you keep on using your discriminating mind to decide what you're going to do. Whereas she used the example, the analogy of the mother serving up a delicious Vietnamese dish, and you will be asked about what it is, and instead of eating it, you try to rationalize why you should eat it, whereas you should simply be eating it, like Mikado getting his mother's money to buy the snacks. But he's smart. He didn't differentiate between what kind of money is it going to be in dollars or in Chinese or renminbi or whatever. So anyway, constantly trying to discriminate and try to understand too much. And she made a good point. The point is that most of you, of you worldly people, are so concerned, so enamored with understanding, that you don't realize that the more you understand, the more difficult it is to try to teach it.
So I'm không có sự nghe có hiểu không? There's some people who cultivate like Thomas who loved the understanding from the Dharma, and that's fine. So, but at some point in time, the understanding gets in the way of doing. All right. So she also said that it's best not to think too much and just execute the instructions. Okay, that's a good revelation. It is good understanding because you see, you need to understand, but that should not get in the way of executing the instructions. You need to understand because you need to relate the understanding to the others around you. That's why understanding is important. It's only important in that sense that you need to relate it to the people that you want to relate to. Okay? But it should not be the primary purpose of your practice. Nói thầy, nó có liên là thấy cô Diệu Nga có cái tâm đắc tốt, tu là có cái hiểu biết. Cái chuyện hiểu biết là chuyện thông thường, mình tu là mình hiểu biết, hỏi bác thư như vậy, bác tu bác hiểu biết cũng biết về Phật pháp sơ sơ thôi. Ok, nhưng điều cái quan trọng là cái hiểu biết ở cái chỗ là hiểu biết để mình có thể giảng nghĩa cho người khác, mình có thể nói chuyện với người khác, mình giúp người khác hiểu, thì mình diễn tả cái mình hiểu cho người khác, nó quan trọng ở chỗ đó thôi. Nhưng điều nó không thể quan trọng đến độ mà nó cản trở cái việc nó bắt mình do dự, bắt mình suy gẫm về cái chuyện là tu hành của mình. Tại vì nếu quý vị mà gặp được người thầy thiện trí thức á, thì rất giảm gì người thầy, một người mà như tương thầy của tôi là Thiên Hóa, ngày gặp tôi ấy, ngày dạy tôi một câu thôi, what happened is that you lucky to find a good teacher, which I did. My teacher, Venerable Shen Hua, when he met with me, he gave me an audience and he taught me. He said one sentence. That's it. Ngài gặp tôi lần đầu tiên, gặp tôi mà tôi xin xuất gia với ngài nói một câu thôi. Và cái đó là pháp ngài truyền cho tôi, nhưng mà bây giờ tu chưa xong, làm thì hỏi làm cũng xong. So he gave me the instructions, one sentence, and I spent 16 years of my life trying to execute. I still can't accomplish it. So, I did not understand the instruction for the first 9 years, 7 to 9 years. Lúc ngài cho tôi cái bài học đó, thì 7 năm, 9 năm đầu tiên tôi không hiểu cái dụng ý của ngài. Sau tôi một thời gian mới hiểu, thế ra cái đó là cái pháp môn ngài truyền cho tôi để tôi tu. Thành ra bây giờ tôi thì vẫn thấy là kiếp này chắc tu không xong cái tâm hồn này quá, chỉ làm nó không được hồi, làm nó chặt hồi. So after I understood what he meant was meant to be my dharma door, and I tried to execute it, put it into execution. I realized that it's just too difficult. I can't. I probably won't be able to accomplish it this lifetime. So. The instructions of the Guru advisor is very profound. You keep on working at it until you are able to see for yourself what he wants you to see and understand. Những người thiền tri thức, những người tôi hy vọng khi gặp cái sự may mắn như tôi gặp người thiền tri thức đàng hoàng, thì người ta cho mình một lời, cho một cái lời dạy, thì cái dụng ý lời dạy là để cho chúng ta làm như ngày hôm qua mình nói chuyện đó, mình làm như bác ngày hôm qua nói câu dí dỏm,
là tôi lao xe bus tới chùa, tôi thấy cái chùa giống như thầy nhìn thấy ý nghĩa rất là thâm sâu. Mình chỉ làm theo vậy thì mình mới thấy được cái dụng ý của cái người thầy của mình. Muốn mình hiểu cái gì, muốn mình thấy cái gì, mình phải làm mới hiểu được, chứ còn không thể nào giảng gì được. Okay. So just like the gentleman who made a very astute comment yesterday, he said, I hop on the bus, I go down to Rosemead, I go to show to the temple, and I see the same exact thing that you see. That's exactly the intention of the teacher. He tells you to do something, you do it, and then you understand what he wants you to see. Okay? So you try to understand what the teacher is trying to tell you too much, you won't be able to. You just keep at it, and then yeah, the more you execute, the more you understand the depth of the instruction. Cái người thiền chỉ thức là dạy mình làm cái gì, người có cái chiều sâu ấy, mình phải làm mình thấy từ từ, không làm không thấy được, cần làm thì còn thấy cái chiều sâu đó. Yes, any question? Tập pháp sư nói là hòa thượng là sư phụ của ngài dạy cho ngài một câu, ngài có tâm đắc thì con hỏi ngài đó cái câu đó là câu gì vậy? Yes, what did my teacher teach me? I think he beat you to it, Thomas. Muốn hỏi dễ sợ ha. So exactly what the women wanted to know too. Còn tôi hỏi câu đó, chú đã trả lời. Nếu mà nếu mà chú của em ai cũng muốn hỏi cái này. Con có bệnh lưỡng tai cái nên làm sợ ngài không? Lưỡng tai nghèo rồi. Bệnh bệnh thái rồi. Ngài dạy cái pháp môn cá nhân của tôi, mà tôi nói như tiện, ngài nói như vậy thì lộ ra cái dùng ý của ngài là ngài quyết định là cái trình độ tôi như vậy luôn. Ngay lúc mà ngài gặp tôi ngày đó thì ngài nhận tôi làm xuất gia, làm đệ tử xuất gia, thì ngài quyết định là cái trình độ mày chỉ được làm chuyện đó thôi. Dễ sợ như vậy. Hay lắm. So it's kind of fascinating because that very night when I came to see him, ask for his permission to leave the home life, that was my very first meeting with him, first audience with him. And he looked at me and he said a couple of sentences, and one sentence is the transmission of my Dharma door. And with that Dharma door, he decided, he made the prediction that this is as far as I can get, this lifetime. No problem. The guy now, everything will be okay. So the answer to your question is that I can't reveal it to you because I will reveal it I will transmit this Dharma door to the next generation as well, because it's part of my aspiration is to make sure that whatever I understand from my master, I want to teach you the next generation. Lý do tôi không dám nói thẳng ra cái lời nói ngày dạy tôi là cái gì, cái phong ngôn gì đó, là tại vì nó bất tiện, nó có bất tiện, tại vì nó lộ ra cái tông tích nó không được. Nhưng điều tôi sẽ dạy hết tất cả những cái pháp môn mà tôi hiểu được từ người thầy của tôi cho cái đời sau. Tôi giấu hết tất cả trong những kinh mà tôi giảng, những cái pháp tôi dạy nó có trong đó hết. Nhưng điều tôi nói cái nào thôi để cho đời sau người ta từ từ ta thấy, ta nghe, từ từ ta sẽ hiểu được cái gì. Ok.
thầy tôi không nhớ nghe đâu, nhưng thầy nói không tiện thôi, thầy nói không được, nói như vậy nó lộ ra hết. Cái tâm thích ý là gì tôi nói nó bất tiện. Quý vị hiểu như vậy này, cái sự giáo huấn của người thầy với là người học trò đó là một cái liên hệ rất là cá nhân, một người nó khác. Thì cái tôi rất may mắn tôi gặp cái được một sự liên hệ với ông thầy của tôi đó, là ngài chỉ có ngài và tôi mới hiểu được với nhau thôi, không ai hiểu được. Okay. Cái sự liên hệ như vậy. Xin lỗi cái gì là tôi nói thẳng không được, tôi nói tôi hứa tôi sẽ giải hết tất cả những pháp môn. Okay. Tôi nhớ rồi, cái người cái đó là cái mà tôi muốn trả ơn như thầy tôi đó, thầy tôi bỏ thì giờ dạy cho tôi, thì bây giờ tôi hiểu được tôi sẽ dạy cho đời sau. Cái nào mà ngon lành tí phải cho tiền, cái nào mà ngon lành miễn phí. Okay, so English. I can't tell you exactly what it is because it will reveal a lot of private information that only pertains between him and myself. Okay? Meaning that in the relationship between the teacher and the pupil, it's very private. It's not meant to be publicized because the instructions are designed to help you personally only, and also reveals where the teacher is, where the pupil is. Therefore, it's not meant to be publicized. Tại vì như vậy, bây giờ mà không có nói được là tại vì cái bài học đó nó lộ ra cái chân tướng của người thầy, nó lộ ra chân tướng của người học trò luôn, thành nói gì? Okay. So what I do is I do intend to transmit all the Dharma doors I understand from my teachers to the next generation. And that's how I repay their kindness. I repay their hard work in teaching and helping me all these years, and their support all these years. So rest assured that I will teach you everything that I understand. I will bury them in all my sutra explanations and all the things I explain, so that the next generation, the people who get it, who are at those levels, who understand what I mean. Okay? And I made a comment that some of our more advanced dhammadors, like eighth samadhi or something, I might have to charge you for it. All right. Any other questions? I have not that much. You can't help. That's it. That's all you want to know. That's it. No more. Yes. The young man here. Trong một bài giảng thầy có nói là đệ tử của thầy thật là chứ đừng bác gì, nhưng mà con không biết là nó nhiều vì gì ở trong cái tứ thiền nó có cao hơn tứ thiền hay là nó cái gì thì cao hơn tứ thiền. Tại vì khi con muốn nhớ là một bài giảng thầy nói là có đệ tử của thầy có gì chứng đừng bác gì đó thì không có phải đệ tử của thầy. Bác định the question is he heard somewhere nghe đâu này ai nói anh cũng nói hồi nào vậy trong một cái lecture nào thầy giảng tôi nói được mới tin tôi nói thứ bảy thôi. Tôi nổi hứng tôi nói vậy thôi, đừng tin gì lắm. Tôi ba phải, tôi nói xong tôi đổi ý, tuần sau tôi nói ngược lại. Question is, as a lecture he heard, it says that I mentioned that one of my disciples reached eighth samadhi. What's the difference between that and the fourth dhyana?
Look at that Wobbuk with the four grades difference. You go with the fourth dhyana, fifth samadhi, sixth samadhi, seventh samadhi, and eighth samadhi, which is the top of the samadhi you can attain in this world. Cái bát định đó, nó cắt tứ thiền nó bốn bậc. Khi đi tới tứ thiền xong ngũ định, lục định, thất định, cái bát định. Thì cái bát định này là nó cái định cao nhất mà cũng quý vị có thể tu được trong cõi trong cái pháp thế thế gian pháp và hạng như bên Bà La Môn đó, bên tuổi Thanh Hải đó, nó cao lắm, nó được bát định thôi. Mấy tuổi Sip cũng tu được bát định thôi, trong cách nào nó cao hơn được. What it is that the worldly dharma, such as the non-Buddhist, what I mean by worldly dharma is non-Buddhist dharmas, they can reach at the highest peak, eighth samadhi. For example, the Sikh, like Qinghai, you heard of her, we just ran across one of the disciples. Brahmins, the yogis, the Taoists, the Qigong, the Tai Chi, the Wu Tang, all those people, but the highest they can reach is eighth samadhi. Then in Buddhism, we go much higher. We go a lot higher than eighth samadhi, much, much higher. For to the Buddhists, the eighth samadhi is pretty low, very low. It's a big deal to the world, to the other non-Buddhist practitioners, because it's as high as they can get. You see those like Hindus, the yogis, the gurus in India. You go to India, those ashrams, you see a guy that has his hair, long hair that he coils around his head, and he's those guys are usually eighth samadhi. I saw at a TV set. On the TV, a few of these guys, and they reach eighth samadhi. And they're very impressive because they're incredibly wise. They know so much. And the hair there is their last attachment. They're still attaching the hair. Okay, quay đi thấy mấy cái ông bác định bên Ấn Độ giáo là họ công phu cao, trình độ cao, họ biết hiểu biết nhiều. Phần lớn những người quý vị thấy mà ngồi trong mấy cái ngôi chùa Ấn Độ giáo đó, mà họ có cái kiến thức và phương pháp như này, cái nhóm người họ mà ngồi đó thì quý vị biết từ họ được bát định, họ rất là ngồi. Thì thật ra cái bát định về cái định lực á, về cái giai cấp định lực, bát định còn thấp quá, không nhầm. Cái Phật giáo cái bát định là rất là rất là thành ra mấy bỗng nhiên bữa sau tôi lưỡi tôi nói đệ tử tôi nhập bát định thì tôi có được vài đứa ngoài đứa nhập được bát định cũng khá nhiều, nhưng điều khi tới bát định rồi thì tụi nó thường thường nó ngạo mạn, nó ngồi lên nó nghĩ nó giỏi, nó giỏi hơn tôi, thành ra nó rất lười hết. I have quite a few of my disciples who reach eighth samadhi, and invariably they realize they got something pretty special, and they become arrogant, and they fall off. Because when you from eighth samadhi and moving beyond eighth samadhi, you require a special dharma that worldly people cannot. When they truly worldly people are put to the test, they feel miserably. Tại sao như vậy? Tại sao có nhiều đệ tử tôi nó được bát định xong rồi nó rất lười? Tại sao vậy? Tại vì từ bát định mà muốn tiến bộ lên đó, có cái pháp xuất thế. Pháp xuất thế thì người thế gian người ta chịu không nổi. Khi mà ta học những bài học phương pháp xuất thế đó, biểu ta làm tâm chịu. Thử cái tâm phải thiệt sự tu, muốn tu thì không tu thì nó có loại. Ok, any other questions? Anh có thắc mắc gì khác không?
Okay. All right. Any other question? Yes. She asked a question. When you reach eighth samadhi, can you end birth and death? I said no. You have not ended birth and death. It's very far away from it. Very, very far away. It's so far from it. That's why I apologize to offend the Hindus. That's why the Hindu teachers who are eighth samadhi, their teachings are very misguided. Thành những cái người mà tôi xin lỗi những người nào lừa chạm với người nào đó thì tôi nói là những cái người mà bên Ấn Độ giáo mà họ trình độ cao rồi, mấy cái ông mà tu như mà ngồi trong động rồi lên trên núi tu cũng như vậy, rồi xong rồi xuống núi để mà dạy học trò, cái trình độ họ là đề bát định rồi. Nhưng cái khổ là khi mà họ dạy toàn chuyện tồn tại không, họ dạy cái sự sai lầm của họ, cái vô minh học cũng nặng quá, thành dạy trật nhiều lắm, tội lắm. Anh khi Ấn Độ giáo trật nhiều, rất nhiều. Cái sanh tử, biểu sanh tử nó cực kỳ khó, rất là khó. Cái điều kiện đầu nhiên, điều đầu tiên ấy, cái điều muốn hiểu sanh tử là muốn thoát cái thế giới này, muốn bỏ thế giới này. Họ đâu muốn bỏ, họ chấp nhận thế giới này, họ chấp nhận cái tóc nhá, cái tóc là cái thế giới của họ. Why is it so far away from birth and death? Because there will be ending birth and death. Ending birth and death requires a commitment. That you want to end birth and death. These guys are very attached to existence. They're so attached to their knowledge. They're attached to it. Remember I said about the hair that curl around the head? It's a form of attachment they have. Okay? And you need to undo a lot of attachments. You need to really want, really need to commit to get away from this world before you can end birth and death. Because birth and death is what ties you to this world. And therefore, to undo that, you have to really want to get out of it. Tại sao sanh tử nó, tại sao họ biểu sanh tử được? Tại vì họ chấp trước vào cái thế giới này, anh họ không chịu thoát ra. Thành vì họ liễu sanh tử cũng được, muốn liễu sanh tử phải từ bỏ thế giới này, sẵn sàng bỏ thế giới này lúc mà cần thiết. Okay, it's very a lot more subtle than you think. What happened is they reach eighth level samadhi and they realize they're incredibly wise. And therefore, they have this mind compassion. They say, okay, let me try to teach it to help others. And so they go down the mountain and they started teaching. Let me translate. Cái tại sao họ bị họ cái chuyện xảy ra tương tự như vậy này? Những người mà họ đắc lực đắc định đó, thì họ thấy rằng cái sự hiểu biết của họ kinh hoàng, họ thấy rõ ràng cái sự, họ nhìn xung quanh họ thấy mình hơn tất cả mọi người. Tại nên họ quyết định rằng là họ muốn xuống núi, muốn hạ sơn để mà dạy cho đội chúng sanh, để giúp cho họ giúp đỡ cho chúng sanh. Tại họ thấy chúng sanh bị mê muội quá đi, họ rất có thể giúp đỡ cho nhiều chúng sanh. Rồi xuống núi như vậy, họ bắt đầu dạy thì họ thấy rõ ràng họ biết rất là nhiều, mà cái người thường dân phàm phu như chúng ta thì bị mê muội quá đi. Họ cần dạy, họ cần thấy thích thú, cần dạy họ cần thấy, họ cần chấp trước học trò của họ, họ bỏ thế giới này không được, lần này cần thành kẹt. Họ có cái pháp để mà thoát cái thế giới. All right, any other question? Anh có mất gì khác không? Yes. Vậy xin hỏi thầy, nếu mà bản thân thì cần phải có định gì không? Mình được bản thân thì là sao? Okay, good question. So then, in order to obtain rebirth, what samadhi level do we need to have? I don't know. All kinds of levels, I guess. Không biết trả lời sao nữa. Cái độ nào bây giờ, cái định lực nào đủ định lực hết, bất cứ định lực nào cũng có thể bản sanh được hết.
theory, but it's not definitely the one level. Because it's built like Amador has two aspects, the self-help and the others' help, self-power and others' power. Vì cái pháp môn tình độ nó đặc biệt cái chỗ là nó có cái tha lực với tự lực. Nếu quý vị tu mà tự lực á, thì đắc được cái định gọi là niệm Phật Tam Muội đó thì sẽ đi. Còn nếu quý vị tu không được cái định đó thì không sao đấy, dùng tha lực, dùng cái sức của người khác vẫn đi được như thường. So what happened is that the Pure Land Amador has gives you two options. If you are able, you have the capacity, then you can obtain the Buddha's recitation samadhi. This is why we have the Buddha recitation week. Mình muốn mình tu cái Phật thất vì vậy đó, một cái mục tiêu Phật thất là giúp quý vị để đắc nhập được cái niệm Phật Tam Muội. Bởi vì mình tổ chức như thế này để giúp quý vị để tạo ra những cơ hội để mình nhập được cái Tam Muội đó. So the Buddha, the Vô Chi is designed to help you to enter this samadhi. Assist you in entering this samadhi. And if you can't make it, then you did I explain that in English or Vietnamese? No, I can Vietnamese. Now I can explain it in English. Then you can use others' help. Meaning you ride on others' power to bring you to the Western discipline. That's why it's not dependent necessarily on any particular samadhi level to obtain rebirth. Can turn the lights on because some people are taking notes. Tu cách tu xin thầy khai thị cho con biết tu cách nào mà nhập được tâm muội. How do I enter the Buddha recitation samadhi? To tell you the truth, I don't know. Thì quý vị tôi không biết mà. Okay. I haven't taught anyone who entered that samadhi yet. That's why I'm honest with you. I'll be honest with you. I don't know. I can teach it. Thành thật mà nói quý vị á, tôi chưa dạy ngày nào nhập được cái tam muội đấy. Cho nên tôi nói thành thật nói tôi không biết dạy được hay không. However, I'm hopeful. Nhưng mà tôi có nuôi hy vọng. Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có người, có người sẽ nhập niệm Phật Tam Muội. Tôi nghĩ có người, có người đó, thành ra phải tiếp tục tổ chức mấy cái Phật thất này. Để tiếp tục dạy cái gì niệm Phật. I go by track record. I cannot make claims unless I have done and I haven't trained anyone to enter the Buddha recitation samadhi yet. However, I spotted people's potential and I feel that they should be able to enter the samadhi down the road. This is why I spend the time on doing the 4C because it creates an environment to help these types of people to enter the samadhi. Okay. Do not be misguided, do not be deluded for thinking that this turnout is a disappointment. No, it's not. And tôi vẫn hoài vọng tôi vẫn tiếp tục tổ chức những cái phật thất. Tại sao? Để tạo cái môi trường để cho giúp người ta nhập cái tham muội. Ok. Thành ra cái gì mình tưởng lầm là ít người như vậy là tôi buồn đâu, tôi không buồn đâu. Tôi tổ chức cái khi cần một người nhập thôi là tôi vừa lòng, tôi hết sức mà mãn nguyện rồi. Ok. If one person enters that Buddha recitation samadhi, then all my work has been worth it. All the work put into the 4C has been worth it.
you cannot imagine how big that is. Cái gì cũng trình tưởng tượng là cái kinh phiên nào bên ta buồn nó khó thì nào nó lớn thì này. Thì ta một người nhập là tôi rất hoảng hoảng vì này. Ok. All right, any other question? Ai có mắc gì khác không nha? Xin thầy khai thị cho đại chúng biết được những lợi ích của pháp huấn chỉ này. Question. She is aware that I have a 49-day dharma. I don't know why she's asking this. Tại sao cô hỏi? Cô biết là sao cô hỏi làm cái gì? I thought she knew already, and why is she asking? She knows about it, but she does not. She cannot understand. She cannot explain it to others. And someone asked her, and she cannot explain that to that person. Thì đại khái 49 ngày. Basically, 49 days is the ideal time for you to obtain rebirth. Đại khái. Cái 49 ngày là cái thời kỳ mà thuận tiện nhất cho quý vị để mà được vãng sanh. Không có cái nào mà lý tưởng hơn đấy. Okay. Tại vì nổ trong 49 ngày, nếu mà làm đúng thì quý vị sẽ được vãng sanh. What happens is within the 49 days, if you meet all the requirements, then you can be with. Từ bây giờ trong 49 ngày đó nó cấp bách mà thành ra cái pháp đó là cái pháp mà mình phải tạo phước cho quý vị. So that đó basically has two aspects, hai cái phương diện khác nhau. Thứ nhất là phải tạo phước cho quý vị đủ phước để mà đi từ cõi này qua cái phương tiện làm là 10 cái tỷ thế giới cách mình xa nó xa rất là xa. Cần rất nhiều phước mới tới đó nổi. So you the two aspects. Number one, you need to create the blessings that enables you to go from this world, the Sahara world, to the Western Disappear Land, which is 10 billion worlds away. It's very far. So it requires a lot of blessings. It's not easy. And the other aspect là cái phương diện cái gì là cái gì muốn cái và giải quyết những cái khó khăn trở ngại mà khi mà chủ nợ nó tới nó đòi không cho cái gì đi. And the second aspect is you need to resolve the conflicts with the impediments from your past creditors, your past enemies who realize that you are about to go to the pillar, therefore they have no more chance to get at you. So they all come with vengeance, furious, in a fury, and it makes it very difficult to have to deal with. Tại vì khi mà họ biết những cái oan gia trái chủ, những cái chủ nợ cái gì mà họ có rồi đó, họ sẵn đó rồi, họ biết cái gì sắp thoát cái họ còn rồi. Thì họ muốn tới họ đòi nợ trước, họ tới họ phá mình cho mình đi. Thành lúc đó lúc 49 ngày cực kỳ khó khăn, cực khổ. That's why the 49 days is very precarious, because your past creditors are attacking you relentlessly, so that you fall and you don't have a chance to make it to rebirth, to the pure land. Alright. Alright, and the other aspect, and finally, the way it's done right now, cuối cùng là cái cách mà cái pháp 49 ngày đang làm bây giờ đó, I don't like it, tôi thích cách họ làm bây giờ. Tại vì cái 49 ngày bây giờ là sau khi chết rồi mới thức tỉnh được. Because the 49 day, as according the Chinese, the Buddhist tradition,
is that you cannot do it until you die. Okay? That applies to virtually all the other temples, including the Yangji, as far as I know. Liên quan đến tất cả những cái chùa khác, chùa mình là chùa duy nhất mà cho phép quý vị thỉnh pháp 4 tiếng ngày trước khi mình chết. The only place where we allow you to request the 49 day dharma. Why is that? Tại sao như vậy? For three reasons. Tại vì nó có ba cái lý do tại sao cái vị muốn làm như vậy. Thứ nhất là theo thông thường cái vị đó khi mà chết rồi mới bắt đầu làm thì mình có 49 ngày mới tạo phước thôi. It's very difficult because you only have 49 days to generate enough blessings for you to go to the Pure Land. And if within the 49 days you don't make it, then you miss the boat. 49 ngày mà tạo không đủ phước cho kịp thì cái việc sẽ lỡ chứng đó. Number two, lý do thứ nhì. Which is a little bit more difficult, is that if you request the 49 day after death, then the deceased gets only 1/7. This is according to the Earth Course Sutra. Cái lý do thứ nhì quan trọng là nếu như theo kinh Địa Tạng nói đó, nếu như cái vị mà sau khi đời chết rồi mới tới thì chúng ta 49 ngày nữa, thì những cái phước mà có thể tạo ra, kinh Địa Tạng nói, thì cái người chết thì được lúc 1/7, 1/7 có nghĩa là không bao nhiêu hết. Ok, I have a hard time understanding what she wants. She says, can I plant my 49 day blessings? I said, you mean with a shovel and a hoe? She said, no. She means that can I get the 49 day before I die? Of course, you can and you should. Đương nhiên quý vị đương nhiên là được, còn đương nhiên nên làm nữa. Tại vì quý vị biết không, người sau khi mà quý vị chết rồi á, con cái quý vị á, đừng hòng tụi nó mà bỏ tiền ra mà lo cho quý vị 49 ngày đâu. Lỡ con cái mình không tin cái chuyện 49 ngày, mình tin thì mình phải lo cho mình, hoặc nó đừng tin đâu, sau khi nó lo cho mình được. That's the third reason. You actually asked a question. That is, after you die, cannot count on your surviving relatives, especially your children, who's inheriting all your money, to take care of it, because they would tell themselves that these are a lot of superstition, and they are not going to do it. They have all the reasons in the world not to do it. Any other question? So is it clear about the 49 day Pantamatika? This is why in our temple we encourage you to do two things. Which we do women and clear to be high chain. Nếu quý vị thực sự mà nghĩ là mình không đủ sức và bản sanh từ vật tự lực nhiều tha lực thì có phương pháp tha lực như quý vị. So what happens in our temple, we do it both ways. We try to train you to be able to take care of yourself. Pháp chùa chúng tôi á, chúng ta thì có hai cái phương diện tu tịnh độ. Thứ nhất là cúng dường cho quý vị để quý vị có đủ sức để mà niệm
như vậy thì chắc chắn sẽ hoàn thành. So the first path is that if you're able to willing to put in the hard work, maybe you're able to enter the Buddha recitation samadhi. Then you are able to guarantee your own rebirth. We want to help you do that for yourself. On the other hand, the majority of you will not be able to make it. Ngược lại, phần lớn quý vị, như cô mới hỏi cô hồi nãy đó, cái cô mà tôi nhắm nó tên sợ cô mất mạng. À, cái cô tôi đòi trồng những phước 49 ngày mà nó lấy cuốc cái xẻng. So that lady which is asked a question about how to plan the blessings, the 49 day blessing with a hole and a shovel, she's not going to make it. She will not be able to enter that Buddha recitation body, very unlikely. Cái hồ đó chắc là nhập nhiệm Phật tâm muốn là chắc không được đâu. Thành ra có cái pháp để mình giúp cái gì, dùng cái tha lực để giúp cái gì. So we also have the others power dharma to help you obtain rebirth. Có cái pháp làm sao? We encourage you to plan your rebirth blessings as soon as possible. Chúng tôi khuyên quý vị nên tạm cái bản thân càng sớm càng tốt. Okay. Remember, what is meant by August power? Cái tha lực là sao? Meaning you ride on August power. Có nghĩa quý vị nhựa vào cái sức người khác. Whose power is it? Do you know? Có ai biết cái lực của ai không? Cô ai biết không? Cô Như Hương biết lực của ai, cô biết không? Thôi em trả lời, cô trả lời bậy nữa bây giờ. Có ai biết là lực, tha lực của ai không? Nó nói tầm, trả lời tầm bậy, nó nói trước ngay là lực rồi. Lực của ai? You rely on the Buddha's power. Tha lực là lực của Phật, Phật A Di Đà. Không có ngài giúp đỡ làm sao mình đi được. If you do not receive Amitabha's power, you cannot go. Okay, ultimately, that's the case. Because Amitabha Buddha made a vow. He said, I want to help the people who want to go to the pilgrimage. Tại Ngài A Di Đà lập cái nguyện, Ngài nói là người mà muốn vãng sanh qua cái cõi của tôi á, thì tôi sẽ giúp cho họ. Okay. 48 nhân lực này là đều để mà cố ý để giúp chúng ta được vãng sanh qua cái kiếp tu. Okay. Rồi sớm thành Phật. Okay. And so rely on the Buddha's power. Okay. Thì mình nhờ lực của Phật để mà đi. So, how do you get the Buddha's power? Làm sao mà biết Phật, lực Phật ở đâu? I don't know. You have to decide for yourself, cái mình tự quyết định đấy. Personally, cá nhân tôi, thì tôi chọn cái chỗ đàng hoàng. Personally, I would choose the proper temple to ask for help, because definitely it's not a Hinayana temple. Chắc chắn là không phải cái chùa của tiểu thừa. Họ muốn tu pháp trình độ. Tới đó mà tại vì cái truyền thống người Á Đông mình là cái chết xong rồi tới cái chùa đầu tiên gần nhà mình xong rồi hỏi là nhờ thầy nhờ cô biết 49 ngày giống như là cái mê tín gì đó vậy thôi. Chứ không có cái hiểu là cần tạo đủ phước để mà đi. Người ta phải tạo đủ phước mình mới đi được. Người ta tạo đủ phước rồi, Phật A Di Đà mới biết. Ok, người ta tạo đủ phước thì Phật A Di Đà cũng chịu không? Phải đợi chừng nào quý vị đủ phước mới đi được. Ok. So what happened is that you need to generate enough blessings for you to be able to go.
to afford the airfare to the Pure Land. And if you don't have enough blessings, then Amitabha cannot help you. And that's why we encourage you to try to get us to accrue blessings as soon as possible. Bởi vì chúng tôi khuyên quý vị là nên tạm phương hoàn thành những việc sớm càng tốt, đừng có đợi, đừng có dài mà đợi. Ok, mình một ngày mình có phước bản sanh thì một ngày mình có thì cái cơ hội mình đi nó có nhiều hơn. Okay. Cái buổi này cứ tiếp tục ngồi. Okay. All right. The traditional Pure Land Dharma door, we hope to be able to change it and influence people to change their ways. Bởi vì chúng tôi thấy cái pháp mà trình độ gì đến tu nó hơi lệch một tí. Và tại vì họ cứ đợi chết rồi mới lo cái bài gì bán xanh rồi, cứ lo cho nó trễ. So the way they do it right now is it's a timing problem. They're not doing it right. That's why, this is why it's so difficult for you to obtain people. Yes, question. Yes. Ở đó thì giờ con nghe người ta qua đời, cái qua đời nhiều cái con nghe khi mà đi cầu siêu không mà chứ không có đi giảng sanh. Hai cái đó nó có khác nhau. Cái đó mê tín gì đó, cầu siêu có nghĩa là tại vì theo truyền thống của người Á Đông mình lấy làm người kinh chùa làm cầu siêu vậy thôi. Ok. Nhưng điều cái nhớ là cái này không phải là mê tín gì đâu, vấn đề quý vị biết thì hiểu rằng á là cũng cái sự thật á là mình phải có đủ phước mới đi được. Quý vị muốn tháng sau nữa, tháng 9 mình qua Hawaii, quý vị có tiền trả cái bay qua được Hawaii được chứ đâu phải chuyện khơi khơi nữa, đúng không? Chứ tôi nói cái đòi tôi bỏ qua Hawaii không có tiền xong mua vé cái bay được bây giờ, tại quý vị tự suy nghĩ đấy, làm cách nào để mà tạo đủ phước mà đi kia. Đủ phước mua vé máy bay, ok? Hoặc mình tự tạo hoặc người khác tạo cho mình tạo không đủ thì kiếm cái chỗ người ta đủ sức nó tạo cho mình, ráng chịu tròn 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 trật chỗ thì mình sẽ không làm sao được. Okay. Nếu mình có sức thì nhờ hết tất cả mấy chùa trên thế gian này thì chắc chắn sẽ bán sạch. Lý do tại sao như vậy thì sự thật cái gì biết như vậy, nói cái gì thành thật, nói cái gì nghe hiểu cái tình trạng như mình trong đó ra. I'm not beating around the bush. I'm just trying to present to you the information so that you decide for yourself because this is your decision. You need to understand that the fundamental thing about the rebirth is that it's an option, meaning that you first need to want to go, and you need to have enough blessings for you to be able to afford the airfare to go there. The example is that in September when we go to Hawaii for our things, you can't say that in order for you to go to Hawaii, you must have enough money to pay for the ticket, the plane ticket. Okay, how else are you gonna get there? So the fundamental part is that you want to make sure that you accrue enough blessings so that you have enough available for you to use it at that point in time. Thì cái quan trọng là quý vị phải lo tạo phước để cho đủ phước để lúc mình cần đi đó, lúc mình cần dùng nó có sẵn nữa rồi. Chứ lúc đó lúc mình muốn đi mà bắt đầu tạo phước thì nó trễ quá, nó có thể trễ quá. Người ta tạo không kịp. Ok. What else did I want to say? I forgot already. Never mind, it's probably pretty important question. I always go from that. So I think what we can help. Okay, then, yes. I was just wondering if it seems like the way you presented the 49-day Dharma is kind of much safer, more effective, simpler way of getting to the Pure Land. So why even bother practice? Why not just plan to do that and then not? Good question. That's exactly what I wanted to tell you.
Không hỏi câu, nếu như vậy có cái pháp mà tha được như pháp 49 này như vậy thì mình cần tu làm cái gì? Nó tu cũng nói, mà tu quên cũng biết muốn nói gì, mình nhớ là mình nhắc tu là được luôn. It's not only that question, I'm going to address the general bigger question. That is, why is it so difficult for you to be able to locate the proper help for you to get the blessings? Because the fact of the matter is that I'm going to offend a lot of people now. Okay? The overwhelming majority of the people who go to the temple and do the 49 day are wasting their money. They're not going to make it this lifetime. Tôi nói này có thể xúc phạm rất nhiều người, mà cái sự thật tôi phải nói. Okay. Tôi thấy tình trạng bây giờ, khi mà quý vị chết, mà tới chùa, mà chỉnh cái pháp 49 này cầu siêu, nhưng mà có người hỏi đó, thì phần lớn là đi được, không đủ. Kịp không có đủ sức mà làm. Tại sao như vậy? Why is it? Why is it so difficult? Why is it the overwhelming majority of the people will not make it? No matter what, no matter how hard you want it. Tôi không cần biết cái gì, nghĩ nó quan trọng. Bây giờ tôi nói ra ai cũng tin, thằng tôi dám nói, thằng nói thì mai tin lời tôi, thằng tôi nói thằng bậy thằng bà, tôi nói là tôi chỉ nói thôi, nó tin gì hết. Tôi là chịu tăng, tôi có quyền nói thằng bậy thằng bạ. Nên tôi vào thường, tôi mới có quyền nói thằng bậy thằng bạ thôi. Thầy lời nói tôi cũng có giá trị, cũng sao hết đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái phần lớn không đi được là tại sao như vậy? Tại vì thiệt sự họ không có đủ phước để gặp được cái pháp mà đổi họ đi. Thành là nếu mà khi không đủ phước rồi, nói gì nói tao không tin. Lý do những người quý vị mà hình kiến ngày hôm nay mà quý vị có những người tin là có thể đi được, là có thể kiếp này có thể đi được qua pháp 49 là tại vì quý vị đã có đủ phước rồi. Thành ra cái chùa chúng tôi chỉ là phương tiện để giúp quý vị đi thôi, chứ có làm gì đồng tiền chúng tôi công việc cũng khá nhẹ nhàng. So what happens, this is my personal belief, that the reason that some of you believe that in our approach, in the pure approach, is because you are so blessed already, you have so many blessings already. You have those seeds already. All we do is we activate those seeds. And that's why you give us a chance. The rest of them will not give us a chance, nothing I can do about it. Thì thật người ta mà nó tới chùa nói chuyện, tôi ngồi tôi giảng pháp cho nghe, tôi nói có thể cứu được, có thể giúp được, xong ta về xong nó đổi. Là tại sao như vậy? Tại vì đủ phước, mình cũng chịu thôi. Mình cũng giúp người ta không tin, mình chịu. Tại vì khi người ta có đủ phước, nói gì ta cũng không tin. So that's why I encourage you to plan blessings non-stop. Because when you have blessing, you have blessings, okay? For what purpose? The purpose is to plan blessings, to generate blessings, so that you obtain rebirth this lifetime. Thành tôi quên quý vị là cái gì? Là quý vị phải tích cực mà trồng cái phước vạn sanh càng nhiều càng tốt. Tại vì khi mà quý vị mà đủ phước rồi, ok, sẽ gặp được những cái người không đủ sức á, mà tự lực á, sẽ gặp được cái pháp để giúp quý vị vãng sanh kiếp này. So I encourage you to vigorously
generate blessing for rebirth. Just in case that you fall into the category of the people who will not be able to obtain rebirth by your own power, you can rely on all this power. Then, when you have enough blessings, when you have enough quality blessings, tôi nhắc lại, chúng ta ai đều cũng có đủ phước để vãng sanh rồi. Nói cho rõ ràng, let me clarify for you. All of us have been a blessing for rebirth already. I'm talking about the kind of superior blessings that enable you to obtain rebirth this lifetime. Cái mà tôi nói là không phải bất cứ loại phước vãng sanh nào không, tôi nói là phước vãng sanh là kiếp này đó. Đủ phước để mà vãng sanh kiếp này, cũng vui luôn ngồi. Có loại phước đó nó cực kỳ hiếm có, nó cực kỳ là khó. cực kỳ là giá trị rất là cao. Okay. Đương nhiên cái vị niệm Phật, cái vị sẽ vãng sanh rồi, không biết biết nào thôi. Muốn vãng sanh kiếp này thì cần phước cực kỳ hiếm có, nên được phước như vậy. Khi cái vị có đủ là phước đó rồi á, sẽ gặp được pháp để giúp cái vị được đi vãng sanh. The bottom line is that for you to be able, if you have enough superior kind of rebirth blessings for this lifetime, when you have enough, you'll be able to encounter a dharma that will help you. If you don't have enough, then you will not be able to encounter the dharma. Nếu quý vị không có đủ loại phước đó, phần lớn quý vị sẽ không đủ loại phước đó. Phần lớn chúng sanh không đủ loại phước đó, người ta không gặp được cái pháp của Niết Bàn đi đâu. For those who do not have the blessings, they will not be able to encounter this. That dharma will help them. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes, Roberta. My white chick, what happened to you today? You passed out? Bad day, huh? Yeah. Sorry, Rina. Are you better? Well, I think it's better now than it was, that's for sure. Did you eat? Yeah. Dinner or breakfast? Yeah. Well, you're not well. We can bring food to you as well. Yeah. IV. She's a nurse. That's why she makes her giggle when she uses IVs. Yeah. Yeah. So what's your question? Then how does one know if they have enough blessings, and how do they, if they don't, what are they doing to get the blessings we need? You need to plant your blessing in the proper places. That's a good question. Câu hỏi là sao mình biết mình đủ phước để mà trồng phước để mình bảo sanh kiếp này? Thì mình phải đi khôn ngoan, mình trồng cái phước ở cái đúng chỗ. Thì mình biết không, mình chọn chỗ mình trồng, nên có chuyện tại vì cái đó là một cái hành động tích cực, không thể đợi, cũng đợi lúc mà mình chết rồi con cái nó lo cho mình, là lúc đó mình tới cái chùa nào đó mình làm, mình phải chọn chùa, mình chọn cái chỗ đó. cái đó thì tôi hiểu. Tùy chỗ. It wasn't clear the answer why we should bother to do all this practice. I haven't answered that yet. Oh. That's right. So why should we bother practicing? Because you have nothing else better to do. Đúng rồi, ông hỏi thầy những cái trả lời cái câu hỏi ông là tại sao mình phải tu làm cái này? Thì tôi nói là vì cái gì cũng có gì quan trọng hơn là tu đấy. What's the alternative? Carol, making money? That's it?
làm gì bây giờ? Lấy người thế gian như cô Cảnh là làm tiền thôi chứ gì, thấy không? Chỉ làm tiền thôi. Có lời gì trong làm tiền? Làm tiền xong già rồi chết rồi mình đọa lên bồ như vậy thì tiền nó có đem theo được đâu. Make money you can bring it with you. Yeah, she says, I make money to help others go before then, before it's my turn. Yeah. You know? Here you go. She says she wants to share her experience with the Great Assembly. She says when her dad passed away, she was told that she should go to the temple and ask for the service. Cuộc siêu phải 49 ngày, không 49 ngày quý vị. Phải không? Phải dừng ngày Việt Nam. Phải không? 49 hả? Cuộc siêu là 49 ngày. Okay, so they go to the temple and get the 49 day. And she heard of that, and that's the Vietnamese tradition. That's what they do for your deceased, your loved ones. She heard of it, but she hesitated, and she asked her co-worker, whose husband comes here occasionally, every now and then. Her co-worker, her colleague, told her about our temple, the way we do it. As soon as she heard our temple, she really felt like doing it with our temple, even though she never met, never came here before. Yeah. Thì khi con lên đây thì mai nói là thôi giờ con có lên chùa đi gặp sư đi để nói chuyện với con để cho rõ hơn. Thì khi con bước vào tới chùa này, không biết tại sao khi con tới chùa này con cảm thấy con người con nó khoan khoái, thấy nó tỉnh táo, thấy nó con biết tại sao con thấy là con thấy con thích lắm. Chỉ khi vào cái chuyện thầy sư, thì sư giải thích con như vậy, thì khi nói là con bạch sư là con đồng ý, con làm cho ba con. Thì khi thầy làm cho ba con thì khi chị Mai nói là sao thì sư nói sao giờ lên gặp thầy. Thì khi muốn lên gặp thầy thế thì thầy nói là thầy con thấy thầy nói con thầy không thể làm thì thầy làm sao con thấy con buồn quá, mà khi con thấy thầy con nói là thầy sẽ làm được, thầy có khả năng sẽ làm được, mà thầy nói thầy không làm thì cảm thấy con nói là con biết tại sao con không có buồn, mà con nói là thầy nói giỡn với con hay sao mà thầy nói thầy không làm được. Rồi từ đó rồi thầy làm dùng cho ba con, thì trong cái làm đó thì nó có phép nhiệm màu liền. Cái làm khoảng đâu khoảng 49 ngày, khoảng 3 tuần, 2 tuần là khi em con đã thấy những cái nhiệm màu đó. Rồi sau thầy 49 ngày 3 đi thì con có phép nhiệm màu đó. Cho nên những cái gì mà thầy vừa nói
qua thì những cái đó là con thấy không có ai mà bao nhiêu người mà có thể là biết được. Khi nói ra thì người ta không có tin tưởng, nhưng mà những cái tin tưởng có cái khả năng tin tưởng đó thì con không biết tại sao con rất là tin tưởng và con rất là cảm ơn thầy những cái điều mà thầy đã giúp mình cho con. She says that so she came to the temple, she walked in, came to the temple, and so all of a sudden she felt good about the temple. She felt like at ease and relaxed, and the mind is clear. Okay. Let me explain to you why. Yeah, nói cho cô biết, cô cảm biết là tại sao lúc mà bước bước vào chùa nó không khí nó khác, cảm thấy thoải mái. Because what we try to do in our temple is that we want to create an environment where we're not trying to gain fame or gain disciples or make money off you. Okay? And that's what we're trying to create, that environment. We have a lot of flaws, but one of the few things I hope that my nuns and monks will understand is that we're not hungry for money. We're not hungry for fame. We just want to cultivate. Okay? We want to create environment for you to come to the temple that's free from the worldly pursuits, where you go to a commercial enterprise. That's not what we want. We want you to come to a place where people cultivate. And we're free from trying to make money off you or trying to kiss up to you so that you spend more money on us. Stuff like that. And I hope that my sangha, my monks and nuns understand that I will work hard to make sure that they don't have to worry about money. Yeah, we take care of them. All they do is they cultivate. It's hard enough for them to cultivate without having to worry about making ends meet. Making mortgage payments and media expenses. You don't realize how tough it is out there for the remaining monks and nuns. They have to worry about money. If you worry about money, then we can't help but look at you. We can't help but look at you as the source of our money. And therefore, it colors our vision of you. So when we try to help you, we try to help, I'm not sure how much of it to help you, and how much it is to help ourselves. Thành ra chúng tôi tạo một cái môi trường để người tu hành tới đây để mà tu thôi, không có lo gì hết đâu, không có tiền, không bạc, không lo bất cứ gì, không phải lo gì hết đâu. Ok, chỉ lo mà tu thôi, lo tu mà thành đạo thôi. Ok, thì để có cái tinh thần như vậy, để khi mà Phật tử vào chùa, quý vị không cần phải có gì cái áp lực là phải cần moi tiền Phật tử để mà chùa có tiền để mà trả. Okay. Trả tiền nhà, trả tiền xe, trả tiền nước, trả tiền điện. Thành tạo cái cơ hội một cái môi trường mình chỉ tu thôi. Thành ra khi mà Phật tử họ vào cái chùa, họ không có cảm thấy là họ giống như vào cái chỗ sinh mạng. Họ nói tôi đi rất nhiều chùa rồi, rất nhiều chùa Việt Nam này, có chùa Đài Loan này, có chùa đủ cái chùa ấy. Thái Lan này, có vào đó là một cái cơ quan thương mại tiền thôi. Ok, đi làm tiền thôi. Nếu mà chúng tôi làm tiền, tôi xuất gia làm cái gì? Tôi về lại tôi làm tiền, tôi mặc áo cà sa để làm tiền làm cái gì? Mà các bạn cách xa là để mà tu, để mà giải thoát, chứ không phải để mà làm tiền. Những tinh thần mình như vậy, người ta vào cái việc Phật tử vào chùa, ta thấy khác hơn một chút. Ok. Thành người Phật tử quý vị vào cái chùa, quý vị có thấy cảm tưởng khác lập tức à? Cái chùa đó, mỗi chùa đó hoàn toàn khác nhau. Những cái chùa giả như chùa Tam Đoan cái gì, quý vị vào cái chùa bản Phật chẳng hạn đó. Ok. Không khí rất khác. Khác rất nhiều chùa. So if I want to make money, why should I put on a monk frock?
role to make money. I should stay home, be a lay person and make money. That's the purpose of lay people. I put on this garb because I'm working at it. I'm trying to end birth and death, obtain liberation. That's my purpose. And therefore I try to help to create an environment where you walk into the temple and you don't feel like it's a commercial enterprise and you're paid for left from people to make money off you. I deplore that. Okay. We're very fortunate because we have enough support that we don't have to worry about money. I hope you need a place until my work is done. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được như vậy để không có cái áp lực để mà phải làm việc. Alright. So she says that she came, she liked the atmosphere, she talked to me, and somehow she believed that I could do it. Somehow she believed it. And she believed that we can help her father, and she chose to go to our temple. Okay. The amazing thing is that what we do is very, it's not Vietnamese at all. Cái chuyện lạ nhất là cô dặn cô nói cái chuyện cái chuyện chúng tôi lại cũng cái cách cái pháp chúng tôi nó khác pháp Việt Nam dễ sợ phải không cả. Cái pháp môn chính này tương khác pháp mấy chùa khác nhiều. Okay. She said that she asked us to do the 49 days for her father, and our dharma is different, very different from the Vietnamese temple. She agreed to it, and then she called home and informed her mother that that's what happened. And the mother, her mother heard of it, and she approved. He said that's the right place. So even her mother knew that was the right thing to do. And so we started doing the dharma. A week later, the brother dreamt of his father in a very, very comfortable house. Okay, very nice house, and he's very happy. And then two weeks later, that's 3 weeks in total, he dreamt of his father, of the father in some sort of temple. I think remember he said the pillar. It's bigger than you can put your arms around it. Okay, it's huge pillars. And so when I heard that story, I chuckled and I said, no, it's not a temple, it's a palace. You silly people. Mà sao ba cái ở trong chùa không mà ba nó bây giờ ba vui lắm thì lúc nào mấy chị em hiểu thấy
Thì khi 49 ngày thì nó là con được quán thay sanh rồi, thì con là thầy, con rất là tạ ơn thầy, mà không bao giờ con khóc. Cô về nhà con vẫn khóc, con gọi má con nói là bây giờ ba đi nhắm sanh là con vẫn khóc nữa. Thì má nói là đúng như vậy thôi con, cái pháp thầy là nói như vậy là con là ba con có trước mà con cũng là con trước. Con mới tập được một người thầy mà như làm được cái pháp này. Thì cô nói là cũng nói cũng là một cái phước là nhà con có. Thì xong rồi thì khoảng một tuần lễ sau ấy, có khi con thấy ba con thấy là cái cảnh đồng mà nó cũng đông nó đảo người lắm, mà ba con mặc đồ đẹp quá, mặc đồ giống như là có hào quang để có chiếu ánh sáng rồi vậy đó. Dạ, mà khi mà dẫn theo một đứa nít có mười một hai tuổi là bà bạn cứ mặc đồ giống như ba con luôn. Thì khi đi vậy đó con thấy ba con nói chứ ba con bự có ba đi đâu vậy, đó là ba đi đâu con, nhưng mà có người mời ba tới cái chỗ này không biết người ở đâu tìm gì đây. Thì khi đi ba con thấy ba con vậy thì ba cũng đi, ba cũng vội vã đi liền à, con giờ ba phải đi mà con rất là mừng, con thấy ba con mừng lắm, con nói để con hỏi chuyện ba con mà sao ba không đi liền à. Thì trong lúc đó thì con thấy lại thấy mấy cái người cô của con nữa đó, cho nên khi con thấy cô rồi thì tại sao mà thấy người cô chọn quần áo của con mặc không à, chọn quần áo của con mặc, kiểu con thì mặc bộ đồ đầm đi mà cái lửa ngoài nó ra rồi đồ của con. Thì lúc đó thì con nhìn mình vậy, mà khi con nhìn mình con rất là vui, tại vì con gặp ba con thấy ba con giờ đẹp quá, đẹp mà nó lạ lùng lắm, nó khác hẳn lắm. Cho nên con gọi về con nói với má con gọi về giờ với chị em con thì nói là thì ba con sẽ ở trên đó đẹp rồi đó, cái nói con đó thôi đó. Hiện tại bây giờ cũng vậy đó, con xin nó hết luôn. Thì khi ba mất rồi thì còn là mấy tháng sau nữa, tự nhiên cái bộ ba con cây cối đi lên này, nó mọc lên thẳng hết trơn vậy đó, tao có cây dây nào nó kéo hết trơn, thẳng cái bộ đó, nó bao hết cái bộ luôn. Cây tự nhiên nó đâm lên thầy, mà nó nói là cái dây mà nó cái bộ đi. Dạ, dưới bộ đi lên mà nó xanh mà thẳng mà nó cứ thẳng không thầy, nó cứ kéo qua kéo lại hết trơn á. Thì em con nó nói là để hỏi thử cái giờ thầy là thử nó ra sao mà tại sao mà. Thì ba con giờ ba con nói là cái đó là ba cái dây ba leo, bây giờ ba leo được ba bậc à, ba lên được ba bậc, ba lên trời rồi, bây giờ ba mở đây ba lên trên rồi. Nó nói với tụi em con là ba con của bạn nói câu đó là ông bây giờ là ở trên rồi, ông rất là vui. Cho nên là bậc thầy con rất là tạ ơn thầy, con rất là vui, con rất là vui, con rất là vui, con rất là rất là nhiệm màu. Cho nên không biết từ cái bé đó thì nếu biết là phải tin tưởng, nhưng mà không tin tưởng là mà con rất là tin tưởng. Khi con tới chùa là con đã có cái sự tin tưởng, con biết tại sao con rất là tin tưởng. Cho nên khi nói là con đã có cái lòng là con muốn làm cho ba con. So she said us that, three weeks later, she dragged up the father in the temple, look at the temple, and the aunts also dreamt of him as well, and the brother also dreamt of him as well, in a big temple. And I explained to them it's a palace, it's not a temple. And he's very well dressed, and she kept on dreaming and dreaming of him, and very happy and traveling. So basically, she feels that she has, the family has a lot of blessings, rebirth blessings. That's why they're able to come to us and ask for our help. Going back, so she wanted to share with you, and she's she reiterated that you need to have the proper blessings. When you have the blessings naturally, you make the right decision. When you have the blessings, tough luck. Why do you need to cultivate if you only have the 49 day already? Because you may not work for it. You may ask the wrong 49, and then you may ask the wrong people. You know? There's nothing for sure. Câu hỏi là tại sao
mình có tu làm gì, nếu có pháp bốn cái này tu làm gì. Tại vì nếu mình không tu thì làm sao lỡ mà hỏi người giúp mình tập làm sao gì. Nhưng giống như số số nha, những gì cái vị cái đời lúc mình chết rồi đợi số số rồi chừng nào nó trúng thì đi ra đám mà chị. That's the first reason. You want to have some control over your own destiny. You never know. Okay. What else? Yeah. Dạ, con nói thêm là khi mà cái mộ ba con cái cây nó leo vậy đó, thì bây giờ nó là con thấy nó phủ cái mộ luôn. Thì em có hỏi tại sao cái mộ ba nó lên cho nên ấm nó ba nó nói là không có sao đâu, đúng một trăm đi thì dỗ hết đi. Thì cái mộ sẽ ung đắp lên con, nó tốt cho con cháu không sao. Thì em con nói nó, con gọi về thì em con nói con như vậy. Mà con nghĩ là con nói em con là nếu mà cây nó mọc vậy thì nó có vấn đề không? Thì nó nói là nó hỏi ba con của ta không? Nói gì đó. Còn em con nói là bây giờ con muốn thấy ba thì em nói chỉ muốn thấy ba con thấy. Mà nó nói khi nào thấy ông đi thì là thứ ba nó làm ba thấy đi à. Yeah. Dạ. Khi mà em con nói thấy ba, không muốn nói chuyện với ba, nó là ba thấy đi. Yeah. Còn nói sao ba nó cho tụi con thấy, em nói là cho má con thấy nhiều hơn. Nhiều khi giờ đó, lấy cái tay che mắt má con rồi mặt má con. Thì má con có nói gì? Nói là nếu như ở má con nhiều hơn thì nó nói là má con bệnh thì nó là bây giờ con bệnh thì bây giờ cũng lên lại và dưới nước uống đi. Con cháu thì nó là muốn thấy chẳng nói là ổng mở bà mà con muốn biết sao hỏi em con thì con em giờ mỗi cái câu chuyện gì hàng tuần con sẽ gọi về má con thì em con có chuyện gì thì cũng gửi cho con nghe đó. And she says that the father comes and keeps on coming back to the family. He talks to them often. He says that he tells them that he spends a lot of time with his wife, who's ill right now. Very, very close, I guess. He's worried about it. Her response is very good. You have to understand that part of the equation is your sincerity. So I am a pity. Make your pet. Chúng mình cho là sao? Chúng tôi là pet. Nó nói thẳng quý vị, trình bày quý vị cho nó rõ ràng. Cái mà chúng tôi chú trọng là cái thành tâm. What we value is your sincerity. Okay. We want to see. Because the more sincere you are, the easier it is to help you obtain rebirth. Tại quý vị càng thành tâm chừng nào thì càng dễ giúp quý vị đạt quả sanh chừng đó. Okay. Because if you really are sincere, you want to obtain rebirth of the Pure Land. Tại vì nếu quý vị thực sự mà muốn đắc vãng sanh về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, okay, then you should not be attached to this world. Thì quý vị thực sự quý vị muốn có cái tâm như vậy thì không có đam mê gì cái cõi này làm gì, okay, những cái đồ cõi này có gì đâu mà đam chấp nó làm gì. You look at what your worldly possessions, they really are not worth. Then nothing compared to the blessing you get in the Western Spirit. And if you cannot even if you cannot clear it's not clear in your head that you're so attached to your world possessions that
it could be an impediment to your rebirth chances. Nếu như bị chấp trước vào cái cõi này nhiều quá, như là cái vật sở hữu gì đó, thì cái việc họ sáng khó hơn một tí. Ok. I will help people who are sincere. Tôi có thể giúp những người có thành tâm. The people who are not sincere, I will not help. Have no interest. Người không thành tâm, tôi không biết. Tôi có thể giờ giúp những người. I'm not time for those people. I'm just too busy. Tôi có thể giờ tôi làm cái chuyện cần phạm nữa. Tôi bận quá, tôi có gì chuyện làm. Thế là sao? Mô Phật và Thầy, khi muốn thấy Thầy nói, Thầy không làm, Thầy không làm. Sao cũng buồn quá. Cũng buồn ra, sao cũng nghĩ lại, không nói Thầy làm được, Thầy làm được. Thầy đi vô, có thể đi đo lại, Thầy nói, sao Thầy giúp cho con buồn quá. Hầu con đang khóc. Thầy nói con đang khóc, nhưng mà Thầy nói, được, Thầy làm, Thầy giúp cho con buồn. And she recounted when she met with me, I said, no, I can't do it for you. And she was so sad, and somehow, somewhere in her heart, she knew that I could do it, but I refused to help her. She was so sad, she was crying. So I left, because I can't stand the sight of a crying woman. And left, and I came back, and I said, okay, I agree to help you, and she was so happy. Be prepared to pass the test. Nhắc cái việc, nhắc tuồn cái việc muốn gặp cái tha pháp tha lực đó, phải qua cái thử thách. Trong cơ thể được không? Cái thử thách đó, những thử thách của chị có đủ phước thành không, có đủ thành tâm là không? So what kind of test? The test is a test of your sincerity, the test of your, whether you have adequate lessons. Okay, so why do you need to cultivate? We have 49 days. So number one, you need to have some control, have to try your best, just in case. Number two, it affects your grade of rebirth grade. Lý do thứ gì? Là sao khi muốn tu là tại vì nó ảnh hưởng tới cái phẩm vị của quý vị. The more you cultivate, the more blessings generate, the higher grade rebirth you have. Càng tu càng nhiều thì quý vị càng có nhiều phước, càng có nhiều phước thì càng cái phân vị nó cao hơn một tí. Ok. Does that answer your question? Yeah. And we have a follow-up too. We have some batteries in the back. Oh, I guess I just wonder if this sort of ties into what I was trying to ask the other day. But why wouldn't one of the reasons also be? I mean, it seems like from your disciples, what they talk about their experience and my experience, it seems like this practice does benefit us in this life. So wouldn't that also be a reason to practice? And I'm curious why you leave that out. That we can, well, benefits, your benefit, I can't advertise your benefit. You can find out for yourself. This is not a commercial. Whatever you benefit is your benefit. I'm not going to advertise it. You want to share it, you talk about it. It's not me, it's not up to me to tell you to proclaim that you have such great benefits. I'm not interested in that. I left it out on purpose. It's none of my business. I'm talking about your benefit. Each of you know what you're getting from this. That's why you're still here. I don't need to talk about it. The fact you come here and you practice is proof enough. If the others don't see it, they don't get it, it's not my problem. It's less work for me.
and have more time to do something else. Why? Tại sao mà thầy mình tu kiếp này mình có lợi, mình có nhiều cái lợi lúc mình đọc giấy sách? Of course, one of the benefits you get immediately from cultivation is what? Khi mà cái lợi đầu tiên quý vị có, khi quý vị tu là cái gì ngay lập tức? You're healthier. All of you are healthier. I see you walking the first day as compared to today. It's a big difference. Cái lời đầu tiên hết mà không thể nói được, không cách nào mà phủ nhận được là cái ngày đầu tiên quý vị tới cái chùa này, đến ngày hôm nay quý vị sức khỏe hơn rất nhiều. Càng tu càng khỏe thêm, càng tiến bộ càng khỏe. Am I right? Except for the leg pain. Chỉ trừ ra cái chân nó đau, cái lưng nó đau thôi, chứ còn cái khỏe nó khác. Ok. It's not meant to, you know, it's something you here's what you need to decide for yourself. Okay. Let's talk about this and let's be honest about it. Okay. I'm not interested in advertising this. I have no interest. That's my test. If she walks in here and says, okay, this is the right place, then I help her. Okay? Yeah, cái này là cái một cái thử thách quý vị đó. Nên chúng tôi không có quảng cáo cái chuyện này. Quý vị như cô Cảnh có nói đó, cô vào đó, cũng như cô có cái cảm tưởng là cái chỗ này đúng. Okay? Thì tự động tiếp. Yeah. Chứ không được phải, cái chỗ này, chỗ mà làm thương mại, quảng cáo thì chúng tôi làm này được, làm nọ được. Không có đâu. Quảng cáo làm cái gì? Chúng tôi bận tu, chúng ta thì giờ chúng tôi để mà tu, chứ không phải để mà đi làm cái chuyện làm pháo. Chúng tôi phải cần giải thoát, người biết không? Chúng tôi cần một cái áp cà sa này, chúng tôi muốn giải thoát, chứ không phải muốn đi cần tiền. Thế, càng nhiều người tới chùa này thì chúng tôi ít thì giờ mà tu hơn nữa. Thành chúng tôi không muốn, chúng tôi gặp như vậy đó, chúng tôi rất là lười, chỉ muốn tu thôi. Lý do tôi dạy cái gì, tôi mở cửa dạy là tại vì tôi nghĩ tôi bò đầu hoài, tôi làm sao tôi trả lại ơn thầy tôi. Tôi không kiếm một cách nào khác ngoài ra dạy thôi. Tôi cần tôi phải dạy thôi, chứ còn nếu như tôi có cách khác tôi không dạy đâu. Tôi không thích dạy. Let me tell you. I'm not interested in teaching a lot of people. Flat out, let me be blunt with you. I do not want to teach. Unless I must. Okay? I'm very lazy. Forget it. I'm not interested in teaching. That doesn't interest me. Okay? Do not think I want to save people. No, I don't. Forget it. I have no interest. Is it clear? Có nghe rõ ràng không? Thầy muốn giúp ai hết, thầy muốn cứu ai hết, không phải chuyện của tôi. Tôi không phải là Bồ Tát, tôi không cứu quý vị làm cái gì. I'm no Bodhisattva, okay? I'm trying to obtain liberation for myself. This is why I chose this life, to try to obtain liberation. Unfortunately for me, my teacher taught me so much, he invested so much into me and gave me so much. And I felt guilty. Yes, men do feel guilty too, for you women who think that we don't have guilt trips. Yeah, we all have guilt trips as well. Cái vị đừng tưởng là đàn ông không biết gì đó. Guilt, what's guilty? Có cái mặc cảm tội lỗi thì nó cũng có nữa. Tôi là tại vì thầy tôi cũng dạy tôi nhiều quá, ông tự tém tôi quá, tôi muốn trả ơn ông, tôi trả lại ơn ông. Còn nếu mà ông tự tế tôi trả ơn làm gì. So what happened is I feel guilty that he gave me so much. My teacher gave me so much. I never asked for anything in return. Cũng thầy tôi cũng cho tôi nhiều quá, cũng bao giờ hỏi tôi cái gì hết, tôi biết không? Mình làm 16 năm trời rồi, ông không hề ông đòi tôi một cái gì hết. Ông ngay không đòi tôi đi dạy người ta nữa. Even he never asked me to teach. That's the worst part. If he said, hey, you want to go and teach a few people, I've been done already. Tại vì nếu mà ông khôn lắm, nếu ông hỏi tôi, ông nói là, này, cho mày đi dạy đi. Thì tôi nói là, tôi nói dạy bao nhiêu người. Là bây giờ tôi dạy xong rồi, tôi xong về tôi làm việc khác.
con nó không hỏi đâu nữa. Thành bây giờ mình ấy nấy, mình bây giờ ổng cho mình không, bây giờ mình làm sao mình trả lời ơn không bây giờ? Mà phải đi dạy thôi. Anh đang cực chứng đáng mới đi dạy. So, and the only way I can think of is to follow his example and try to help others. Okay. And but I'm doing grudgingly because I'd rather cultivate. I'm an attainer, a liberation again. So what am I trying to do? See, my points are very important. I'm clear. First, I obtain liberation, then I help others. So helping others hopefully is secondary to my obtaining liberation. Thầy nói cho rõ ràng cái việc hiểu là tôi chưa đắc giải thoát. Thầy tôi phải đắc giải thoát là cái đã. Hiện bây giờ làm việc này làm tạm thời thôi. Tại vì mình phải trả ơn thầy trước khi mình lỡ xe buýt nó kháng mình trả ơn kịp. You see, I need to start repaying my teacher before I get hit by the bus. Okay? So don't think I'm crazy about teaching and a lot of people. Tôi muốn giúp nhiều người đó. Thành ra tôi như cái cô hoặc là đệ tử tôi nói ông thầy cũng khó chịu dễ sợ. Just my disciple says, she says, I'm very hard to please. Vietnamese of the word khó chịu means very hard to please. Anyway, it's a Vietnamese joke. Cô ý cô nói khó tính. Bây giờ thích chuyện khó chịu hơn khó tin, mình chọn chuyện khó chịu. Okay, what was that? Oh yeah, you be prepared. I don't know what about the others. I remember my teacher. He put me through so many tests, every single step of the way. Ngay lúc mà tôi ông thầy ông dạy tôi vậy, ông cho thử thách rồi thức đi bắt đạo với ông, đâu có dễ dàng đâu. Cái người á mà có phước á, cái thử thách nó càng khó chừng nào càng có những thối chi. Those who are blessed, when you encounter with a very difficult test, you will not back down. Okay? Mình khó chừng nào mình càng không rút lui, còn những người cũng đủ phước là khó nó rút lui để dạy nó làm gì mất công. Người dạy người có phước mà người có phước không dạy làm gì mất công, có tốn gì đâu. Okay, does that answer your question? You don't understand the subtleties, but cultivation requires a lot of blessings. Cái gì biết không? Cái tu phải cần rất nhiều phước. Trong phước này, trong cái pháp chúng tôi mà chúng tôi dạy cái gì là nó trong phước. Có đủ phước tự động sẽ mọi chuyện nó xong. My emphasis in teaching you to cultivate, to emphasize you plant these lessons relentlessly. The first chance you have to plant lessons, plant the blessing. Cơ hội đầu tiên biết có, bất cứ cơ hội nào để trồng được phước, lo mà trồng đi. Okay? Because my personal experience, being I'm going to close it right now, I only have 5 minutes, and I'm not going to power, còn 5 phút thôi. My personal experience has been, cái kinh nghiệm tôi cho thấy là I plant my blessing relentlessly. Tôi trồng phước tôi liên tục, không bao giờ ngừng. Not only do I plant blessing, không phải tôi riêng trồng phước không, but I'm very blessed in that I have chances to create, make a big contribution to the places I've been. Cái chuyện khác nữa là tôi tới những cái chùa, tôi tới những cái chùa thèm là Thiên Hóa đó, có cái cơ hội mà trồng cái lập công cũng khá lớn. Okay.
attention. You need to plant blessings. You need to generate a lot of blessings. Khi mình đủ phước rồi, thì tự động cái tự động được cái sự giúp đỡ, được cái sự giải đỡ. So I'm very happy to see people whose mind is intent upon generating and making offerings. À, tôi gặp những cái người mà người cái tâm người ta tự nhiên lắm, rất tự nhiên là muốn cúng dường. We're not talking about money yet. I'm talking about making offerings. Okay? Không phải chuyện tiền bạc thôi chứ. Nó cái tâm là muốn cúng dường, muốn bố thí. Tâm phải như vậy. Tôi như vậy. You need to have that kind of mindset in order to cultivate. If your mind is not fixated on making offerings, you struggle greatly with the Dharma. Nếu cái tâm quý vị mà không có thích cúng dường, thích bố thí đó, okay? What I'm talking about making offering is not to the triple jewel. I'm talking about going out there and see a person in need of help, and you feel like helping. Okay? That kind of mindset. The mindset of giving, of kindness, of compassion. And so with that kind of same mindset, you go to the temple, you see someone in trouble, you help the person in the temple. That's making an offering. If you have the kind of mindset, it's very easy for you to cultivate. You cultivate, you receive encouragement to cultivate. Nếu cái tâm quý vị như vậy, quý vị tu tiến bộ rất là lẹ. Không là không tiến bộ lẹ thôi mà còn được khuyến khích mà tu tiến. Có cảm ơn mà tu tiến. Do not sit there. You worldly people think that you're so important that we need to teach you. I'm just up from a different angle. I said, I don't need to teach you. There are plenty of more qualified people who can teach you. Why should I teach you? Cái thái độ của người thế gian đó, họ nghĩ là họ quan trọng, ta cần phải dùng mấy thầy, mấy cô phải dạy họ. Thì tôi thái độ tôi là khác. Tôi nói tôi đâu cần dạy ai, biết bao nhiêu thầy họ thường thường họ giỏi. Tại sao họ sẵn sàng dạy cái gì? Tại sao tôi phải dạy cái gì làm gì? See, this is what the wrong model. You go to the temple, you go to the Zen temple, you go to any temple, you say, here I am, teach me, help me, serve me. You have that kind of attitude, you will not be able to cultivate. You will not be able to take advantage of the Dharma. Cái tâm quý vị vào chùa mà nói là tôi nè, tôi tới đây nè, tới đây phục vụ cho tôi đi. Tại sao đồ ăn mình nó dở dữ vậy? Tại sao cái chùa gì lạc sẹt vậy đó? Chúng tôi đủ tu mới dụ mà phụ lần như vậy được. Cái thái độ như vậy, có những cái thái độ mà vào chùa vào cái chỗ này để chúng tôi phục vụ cho quý vị. Cái thái độ như vậy khó mà tu. Mình tới mình tu để mình tới mấy cái chỗ mà tu là mấy chỗ mà tu là để mình có cơ hội để học hỏi, chứ phải tới đó để mình ngã một cái này mình lớn thế. You go to the temple so that you work on yourself, you improve yourself, not to make your ego bigger. Okay? If you go to the temple, you feel more important, you feel greater by yourself, and you feel that you're so important, then you're practicing the long dharma. Nếu bị đến chùa mà càng đến chùa càng thấy mình quan trọng, càng thấy mình hay hơn người ta, càng ngày cái ngã càng lớn, thì phát cái vị tu phát cảnh rồi.
pháp. Nếu quý vị từng ngày tu, từng ngày lớn thì quý vị đâu có đắc giải thoát được. In the more you cultivate, the bigger your ego becomes. Now you know you won't be able to obtain liberation. If you think your ego is so big, you probably will fail that test immediately while you are trying to find that place where who is able to help you obtain liberation. Cái phiền não của mình mà lớn như vậy, thì biết là cái chùa mà có thể giúp cái gì mà đắc được bản sanh đó, họ giúp cái gì đó. I tell you that if I see people walking here with big egos, I want to help them. I'm not interested. No matter how much money they give me. Why not? Because I don't want Ami Tama to call me and say, hey, Yung Ma, don't send me garbage. This is a pure land, not for egotistical people. Tại sao tôi không giúp? Tại tôi sợ Ngài A Di Đà Phật gọi điện thoại nó mắng tôi, nói là tại sao mày cứ gửi toàn cà lâm tới đây này. Làm sao mà tôi mặt mũi tôi nhìn Ngài A Di Đà Phật. Lúc tôi chết tôi hy vọng gặp lại Ngài A Di Đà Phật, nhưng mà mày được về đây. That is my biggest fear. When I die, Amitabha says, for all the trouble you've been causing me, forget it. Go somewhere else, okay? This is my biggest fear. Okay. Tôi sợ nhất là cái sợ cái đó, tôi không sợ gì hết. Let me tell you, I fear nothing in this world except for that. Tôi chỉ sợ một chuyện thôi, tôi sợ bị Ai Di Đà Phật từ chối không cho tôi tới. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Thì bác thầy về bài vị bản sanh con có cái ý nghĩa như thế này, không biết đúng hay không, con xin thầy giải đáp. Con nghĩ rằng khi người ta thỉnh bài vị bản sanh thì thầy cũng cố giúp tạo cái duyên tốt nhất để người ta có thể bản sanh về cực lạc quốc, nhưng mà tùy theo cái nhân của cái người đó là họ có muốn thật sự muốn về Tây Phương hay không, hay là họ còn thích một cái phước báo hữu lậu. Thành ra chữ vãng sanh đây không có nghĩa là bảo đảm vãng sanh cực lạc, theo con nghĩ là được sanh về cõi lành và cái cao nhất là được vãng sanh cực lạc. She says, what's this rebirth thing here that we have? The rebirth black dharma. We need to call something else. I think you brought have the Chinese object to the black concept, the highway concept, right? So we probably want, since we started, we might want to call it a rebirth account or something. Yeah. It's not as offensive. Because people have these cultural fixations. She says, rebirth here is no guarantee to the Pure Land. No, I don't know what I mean at all. Cái bài vị bản sanh, cái pháp của chùa này là tạo phước cho quý vị để quý vị đủ phước để mà bản sanh về Tây Phương cực lạc, hoặc là cái trình độ của vị Bồ-Đề. The rebirth plaque we have here in the temple is to generate blessings for you to get rebirth to the Pure Land. Hopefully it was in this Pure Land, which is the easiest one to get to. Tại sao mình nhấn mạnh Tây Phương Cực Lạc? Tại Tây Phương Cực Lạc dễ tới hơn, mấy chỗ khác nó khó hơn. Cần cái phước, như cái phước báo mà mình vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn là mấy chỗ khác. What happens is that you obtain rebirth to the Western Bliss Pure Land is probably easier in general, on the average, easier to go there than any other Pure Land. But that does not, it is not meant to say you cannot go to the other Pure Land, because maybe some of prior lifetimes you may have blessings with, let's say, with Medicine Master Buddha's Pure Land. So yes, we can help you go there as well. Okay? So it's not definite, it's not for sure. But the point is that the rebirth plaque is to help you accrue blessings from rebirth blessings. And nói cho rõ ra, cái mà cái bản sanh đó, cái pháp bản sanh đó, bài gì đó,
thì nó tạo cái phước để quý vị được hoàn thành, có nghĩa là tạo đủ phước để quý vị có thể leo lên cái bay đi vào sanh tử để chết. Meaning that hopefully we have enough time, if you request early enough, we have enough time to help you generate blessings, rebirth blessings, so that by the time you die, you have enough blessings to go to the for rebirth. Okay? Furthermore, it also improves your rebirth grade. Chuyện thứ gì nữa, cái bài biện văn sanh quan trọng nữa là nó cho quý vị tăng cái phẩm vị của quý vị. Cái phẩm vị nó liên quan tới cái phước của quý vị. Càng phước càng nhiều, phẩm vị càng cao. Thành ra cái trường hợp thứ nhì, cái dùng thứ nhì là tạo phước cho vị trước khi quý vị đi, để quý vị cái phẩm vị quý vị cao hơn. Chẳng hạn như hồi nãy mình nói, cái vị niệm Phật, cái vị tu, để cái phẩm vị càng ngày nó càng cao, thì quý vị từ tu cho mình nó thì quý vị tạo phước cho quý vị để tạo cái phẩm vị nó cao. Chúng tôi tu giúp quý vị thì đương nhiên cũng phẩm vị cái phẩm vị quý vị cao hơn một tí. Okay. So remember, the gentleman said that we said earlier that you cultivate because it improves your rebirth rate. So on your own, you can affect your rebirth rate. So the rebirth lab is that we accrue blessings in your behalf, which also improves your rebirth grade as well. Hopefully, more than you can do yourself. Okay. And finally, cuối cùng là sau khi 49 ngày rồi á, okay, cái này cả cũng chưa biết cái chuyện là bố có sướng như đều ông cha sướng như đều quên giảm cái chuyện này. Let's say you go to the Pure Land. Chẳng hạn quý vị đã đắc được bản sanh. You think life stops. Quý vị nghĩ gì? Chuyện gì là xong hết rồi hả? Quý vị qua bên kia tu rồi, thì cần phước mới tu nhé. You go there, you need blessings to continue to cultivate. Okay? So you generate those blessings yourself. Thành quý vị ở bên kia quý vị tu để tạo phước để mà tu tiếp. Thì cái bài điều bản sanh chúng tôi ở đây bên này tiếp tục tạo phước để giúp quý vị bên kia tu lại hơn một tí nữa. So the rebirth class we have here will continue to generate blessings on your behalf so that you have more blessings to cultivate in the Western Bliss Pavilion. That's why I feel that the rebirth plaque we have is one of the best things that we have to offer, this temple has to offer. Thành ra tôi mà thành thật nói với vị là cái bài vị bản sanh là một trong những cái mà chúng tôi có thể cái đặc sắc của cái chùa này đó là nó tạo ra bài vị bản sanh rất là tốt. Okay. Alright, I don't mind talking like this because most people hear me speak like this, they don't believe anyway, so I'm pretty safe. Tôi ngại nói như vậy, tại tôi nói như vậy, tại nói trong chùa này, không ai nghe, ít người nghe, không sao hết. Còn người khác ngoài chùa nghe, không tin, tôi cũng quyền nói, sao? Okay, any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? Kính bạch thầy, con thì có thắc mắc nhưng mà xin thầy cho phép con được kể một câu chuyện liên quan đến vấn đề vãng sanh. Vì hôm nay có đại có là chủ của bạn hôm nay thì có rất nhiều người câu hỏi về đây, thì xin thầy cho phép con được kể cái chuyện sư ba bỏ con ở bên Việt Nam vợ mất. Thì kể nói từ từ nó nhiều tôi không nhớ. She says she has no question but she wants to share her a story of her teachers obtaining rebirth. The teacher, the Vietnamese teacher. She died suddenly. Not a good thing. Ngay bản thân con thì cũng rất là nhiều cái nào ngơ ngác nữa. Thì khi mặc dù là được tu học với thầy, nhưng mà cái tâm con cũng không nghĩ là để sư ba vãng sanh bằng vấn đề con. Cũng giống như con
cứ thấy sư ba mất đi thì rất là tiếc và cầu mong sư ba được trở lại ta ba để mới giúp chúng sanh. Okay, let's start. So she says, the teacher went and passed away suddenly, which is not a good sign, first of all. Chết mà bất ngờ bỏ đi vậy cũng chuyện tốt. And even though she's here with this Pilland temple, she and her many of her Dharma brothers and sisters owe her late teacher a lot, so they wanted her to go back to the human realm to continue teaching. Con đã khóc rất là nhiều ngày, thì hàng đêm á là con ngồi thiền niệm Phật thì sư ba cứ đến hoài mà, đến hoài, cứ tối nào cũng đến, nhưng con cũng không biết sao ấy. Thì một ngày kia con thưa thầy vì họp thầy nói là lẽ ra là con phải hỏi thầy là nên tạ ơn thầy, tạ ơn cho sư ba con mình thế nào, mình ngược lại có hỏi hỏi. Cho nên khi mà thầy dạy, nếu thầy phải giúp cho sư ba bằng cách là tạo cho sư ba một cái một sự lựa chọn, thì con có thể là cái sự ngơ ngác của mua của con. And so she was meditating every day, and she would see her teacher not happy at all. And 2 weeks later, two or three weeks later, during a staff meeting, I explained to her that she didn't ask for my opinion about her the teacher, but there something came up, and I explained to her that in order for her to repay the teacher's kindness, she's better off giving the teacher a choice of either returning to the human realm or going for rebirth. Let her make that choice. Do not decide for her. Thì con có thể là trong nó sau bố thì vậy con quỳ xuống thầy và nước mắt con đã chảy ra thì con xin thầy là thầy giúp cho sư ba con với. Thì thầy la con xong rồi thầy nói thôi chuyện thêm cũng cố gắng để giúp cho. So she immediately understood and she knelt down and with teary eyes asked me to help her teacher, and I said I scolded her and said you have this stupidity streak of deciding for your teacher and thinking you understand so I really help her, I guess. Nhưng mà trước khi mà con đến mà tu học ở chùa này để thầy ấy, thì con ở Việt Nam thì sư ba rất là thương con và rất là có tin tưởng vào con. Thì khi con đến đây con gặp học môn của thầy và sư ba con được biết là thầy là học sao của Hòa Thượng Tuyên Hóa, sư ba rất là vui. Thế nên khi sư ba con mất, hàng đêm sư ba con đến con, và con không nghĩ ra là sư ba con đến nhờ con để con When her teacher was in the world and trained her, she had faith in the Venerable Hiengya. She saw that Hiengya has some potential. She has a little potential, that's true. And so she's grateful about that. And when she saw her late teacher appear after her teacher passed away, when she was meditating, she never occurred to her that she came to ask for help. Why do you think they come appear in your dreams for you? Why help? Quý vị không biết, quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao cái người ta tới, ta hiện trong giấc mơ của mình làm cái gì không? Phần lớn cái người ta hiện giấc mơ để cầu cứu mình, nói ta chỉ nói được chuyện, ta nói thẳng được. Ta nói quanh co thôi. Tại vì họ không được phép nói thẳng. Họ nói họ không biết, họ nói thẳng cũng không được nữa. Họ cái giấc mơ nó tới là tại vì họ tới theo tụng, họ nhắc khéo giúp tôi đi. Chứ không phải chuyện rơi rơi đâu. Họ chỉ nói được như vậy thôi.
nói xa xa mà gần thôi, chứ họ nói thẳng cũng được, tại họ chưa đủ phước mà nói thẳng. Cái cảm trở cái chứng ngại khi mà mình cái người quá cố người ta đến, người ta hiện trong cái giấc mơ đó, người ta nói thẳng cũng được, tại vì là họ bị cản trở, họ cũng chưa đủ phước để nói thẳng, hiểu chưa? Họ chưa đủ phước. You see what happens when people appear in the dreams and they can't tell you directly, come and help me, give me some assistance, because they do not have enough blessings to be able to formulate that, even that thought. Okay? They're prevented from communicating to you that very thought because of a lack of blessing. But they have enough blessings to be able to come to you in a side about, a roundabout way, trying to suggest you so that someone else may be able to understand that they're asking for help. That's all the blessings they have. Có nhiều người ta chỉ đủ phước nó hiện ra trong giấc mơ quý vị để mà quý vị có thể hiểu rõ, rồi khi mà hỏi mấy thầy, mấy cô, hỏi mấy người khác, rồi người ta nói cái đó là ý nghĩa như vậy đó. Không dùng khi gì người ta chỉ đủ phước mà được như vậy thôi. Thế đâu có dễ dàng gì. Giống như cái người thầy cái cô này đó, là hiện mỗi ngày hiện ra cô nó nói là mày ở chùa cái chùa bản thân, cái chùa này chùa bản thân mà hiện ra mỗi ngày mà ngồi nó hiểu tại sao hiện đặc như vậy. You see, the funny story is that funny part of the story is that she stays in, she cultivates in the Pure Land temple. She knows how to track record. So the teacher would appear every day that she meditated, unhappy about something, and she sits there. This tells you how good she is in meditation. Or you công phu thiền cô chừng nào cái gì đó, ngồi đó mà thiền, mà sư phụ tới vẫn hiểu là tới làm cái gì nữa. Nhìn rối mà nhìn vô cũng biết được. That's how stupid some people are. Dạ, cô muốn rõ thì một sư bà, một sư nữ của con ở bên Việt Nam, cô đến mà cũng thấy chú sư bà nhận con không? Cho đến con từ trước con từng 5 giờ và 2 đứa cô nhận thấy sư bà. Thì khi mà thế năm tập vào sáng thì 2 đứa cô nhận thì có 4 người thành viên. Để thân thứ sáu thì trong cái bài cũng làm thất cái sư hoàng con á, thì ở trước chánh điện của chùa có một con vị đại hùng bảo nhìn thất được con, rồi tự nhiên đại chúng khoảng hơn 100 người đang làm lễ thì có một cái vân sáng nó đi suốt từ một cửa xẹt một cái vào trong và tất cả mọi người đều thấy và đại chúng la lên rồi một cửa sáng xẹt vào một cái và này biến mất. Đó là dấu hiệu mà chúng con tin rằng là trong cơ hội này thì con đã đến để thầy và ơn thầy rồi, nhưng mà con cũng biết rằng con không biết làm sao để mà đem đạo, con đã trả hiểu được cho thầy con, nhưng mà con lại mong là thầy là So the nun in Vietnam also dreamt of the teacher as well during the first two or three weeks, and I agreed to help her, and tuần nào hay tuần thứ mấy, tuần thứ sáu hay tuần thứ bảy? And 3 weeks later, I remember vaguely telling her that her teacher went to the Pure Land and informed her, and she never said anything to me, and it's only lately that she told me about the rest of the story. Tôi tại vì tôi nhớ ông máng là tại vì tôi nhớ ông máng là 3 tuần là gửi đi được thì tôi nói cô biết thì cô nói cho tôi biết, xong rồi cô mới kể cái phần này. And she tells me that recently she told me that on the 6th week the temple has a huge Buddha hall and lots of people were there for the ceremony. And they saw a bright light, like a flashing through the Buddha hall, and to them it seems like it's a signal that something about the teacher. I don't know what it is. Don't ask me. I don't know. It's none of my business. What am I doing? Interpreting omens now?
question? Ai thắc mắc gì khác không? Môn mặt Phật Thầy và giờ con khởi tâm đến chuyện của chồng con. Dạ, khi mà con nhỏ lớn lên giờ thì con hay thường cũng ma lắm, nhưng mà con thấy con có sợ thầy, mà con có chạy theo khi chồng con mất cái gì ấn giờ hoài là con sợ quá, con cũng vậy như vậy, con sợ lắm. Thì ai cũng nói là sao lại không cúng chồng con đi giảng sanh, đi đầu thai đi, sao để về hoài. Thì con nói là hầu đó con chồng con chết thì con cúng 49 ngày cầu siêu đó, mà con không biết tại sao mà cái về khi nào lúc nào con vô nhà con cũng sợ hết, lúc nào con trong ở trong nhà hết trơn, đến đầu là con ngủ mà tự nhiên cara nó bắn lên, dù nước xả tắm xào xào, dù con mở radio cái dặn radio lên, dù Now she tells a story about her husband, her late husband. She's always kind of a chicken. She's afraid of ghosts and stuff like that. When her husband passed away, she went to the temple and asked them to do the 49 day. And for some reason, the guy kept on coming back. She feels it's him because the garage door would open by itself. The faucet opens, water running, and all sorts of strange things happen in the house. Scary. Ghê quá. Tôi không biết như vậy, tôi không dám giúp, không nhận nhận giúp ổng. Tôi cũng sợ ma chết. If I knew that, I would have not agreed to help her husband. I'm scared of ghosts as well. Dạ, bạch thầy, ông xã con mà ngày xưa ông sợ ma lắm. Mà con tới Mỹ này mở bao nhiêu nhà con đều thấy ma hết, nhưng mà sao con không có sợ? Con thấy thì con thấy, con sợ khi đi thi quê con không thấy, mà chồng con lái xe con thấy, mà chồng con không thấy. Thì khi anh mắc rồi thì anh không biết tại sao mà đến đổ mà trong 3 ngày đó thì anh vợ kêu con gái con, ông nói ba đây, thì con thấy thì anh bỏ đi, cũng quay lưng đi. Mà lúc nào con thấy cái bóng, mà tại sao lúc nào cũng giờ xả nước, bật đèn, mở tivi, rồi là trong nhà có trên đầu, ở dưới đầu, ở dưới anh lên trên. Thì lúc nào cũng vậy, khi mở tay ô thì anh dặn nhỏ lại. Janice, she loved this part. She says, the guy, after the guy passed away, he turned on the TV, turned on the faucet, turned on the garage door. She's frightened out of her wits. Battery ran out. Hit battery. Dạ, xong rồi con mới khóc, chứ xong thì con có thấy hoài là khi mà con giá nhiều khi con nói được, con nhắc cho con, nhắc con sợ quá, con chết con bỏ con, ai lo con sợ thì mà con vẫn thấy hoài. Mỗi khi đi làm về trong nhà thì nó cảm phiêu lình là chồng con có ở trong nhà, mà thật sự có trong nhà. Con phiêu lình con nó mở cửa có trong đó thì da con nó nổi hết trơn mà. Thì con đi vô nhà thì con tối nay mấy bà ngủ ngủ nổi luôn. I'm not sure when to hear this story because I don't think I can sleep tonight. Cái đó là thì cái thầy nói không nhà thì nó không có nói cái thầy. Bây giờ con còn khủng hoảng nhưng mà để con kể câu chuyện. Được sao con thầy cứ một lần mà khi con đi về thì mỗi lần mấy con mới về nó cũng mừng lắm, con ngồi đó cái nó nói con má nó đi ngủ đi, nó ngồi đi hoài con, má nó coi tivi, nó nói hậu nó còn văn, sao má không coi giờ má coi, má nó coi thì con thấy con gái con lên lầu, cái xe lên lầu đem nước con ở đây luôn, con có xuống dưới nữa tới sáng vậy đó, thì sáng rồi con xuống, mà thầy biết là từ thứ hai tới thứ bảy á, mà con sợ cũng khỏe, con ngồi cố ngủ mà chắc con nó không chết, mà chủ nhật thì con được không có gì hết, không có phiêu sợ, không có gì hết thầy, nó bình thường. Mà khoảng 5 giờ bắt đầu con người con nó nổi lên mà sợ lại. Thì cứ thời gian vậy mà thầy biết con nắm nắm đường như vậy đó. Thì con mua cái nhà khác, bây giờ con ở nhà khác, mua nhà khác. Thì thầy biết mỗi lần bây giờ con nói là bữa nay có trong nhà thì con mở cửa là thiệt, cái gì con sợ quá chứ chung như vậy. Có một lần thấy tiếng nhiều quá, con đang có chờ tiếng nhiều quá, có vừa ngồi cái tập đèn cái bóng á, vô trong phòng.
con nói trời chết con mà, nói em ơi anh đang chết em rồi, chết em mà con khóc, con sợ con khóc thiệt, con nói trời chết em mà, nó nói em chết, em chết mà con run lắm. Cái mấy người mới nói chứ thôi bây giờ đừng có thắp nhang nữa, đừng bông lên đầu con thắp nhang nữa. Con vẫn thấy nhiều khi con không có ngủ được thầy, và thầy con thiệt thầy, từ ngày con tới chùa tới giờ con rất là vui, con rất mừng, con ngủ được thầy. Hồi đó con không có ngủ được, thầy biết không, 3 giờ sáng con nằm, con ngồi cái tivi vậy mà con nghe có mùi mồ hôi, nghe mùi được thôi, con nghe đi quay lại con rào đau đây rồi, con sợ quá, rõ thầy cũng luôn quá thầy, mà con biết làm sao đó. Thì cứ vậy hoài à, cái con cái bữa cái xuống cứ như cái hồ á, cái bà má thì anh chôn hổ hồ, có một năm thường ngày 2-3 giờ lột xuống à. Bà biết con đang ngồi lên con thắp nhang thì con nhìn giống hình, giống như anh Phó Hồ Thiện vậy thôi. Như tiếng Anh như thế, tại vì học trò tôi hôm nay tối nay nó sớm ai sẽ chơi thì life is the rest of the story. You love this, and it goes on like that for 5 years. She couldn't take it, so she sold the house and bought another house, and it didn't stop. It's still, she's still terrified. She's like she could feel his presence. And then one day, you love this. She would go to visit him in his grave. And she was giving an offering, and he said, took a look at him, and she saw him. This guy is so attached. Không nên có phải thương thương cảm dễ sợ hả? Tự nhiên con đang mới ngó những ngó con gì đó, phải thiệt không vậy? Phải thiệt không phải? Con ngó được thấy ngó được con bỏ con đi luôn. Con đi được bạn con nói sao ơi, la cứ vậy đi, nói sao đi gì mẹ bảo con đi. Con đi xem nó gọi mấy chồng tao ngó tao ngó lên kìa. Con nói vợ con về nhà con sợ lắm, con nói con khủng hoảng về chồng con á, thấy ma ở Mỹ này con thấy ma mà cũng có sợ, con thấy bà con sợ mà sao không ghét con quá. Xong cái sảy cái năm năm sau con có thấy ngoài à, thấy mà nhiều khi cũng thấy giày ngủ bên con mà nó nghiêng người này, thấy giày ngủ không có nghiêng người này, thì biết con sợ quá, con đâu có ngủ được cái thầy mà con không ngủ được thì con không thấy nha gì nữa, cho con cũng thấy mà con thấy đúng rồi đó, thì con nghĩ là thôi bây giờ ở trong nhà đó thì anh chết ngày xưa thấy nhà, thì thôi bây giờ mình muốn nhà khác nó không có đâu, mà muốn nhà khác nó cũng giống nhau. Cái con nói thế, con nói cái sợ sao mà người ma xem người cái máy ma trong nhà đâu, con cái xấu ngủ mà con không dám, con sợ nó sợ nó bỏ con, nó đi đâu nó bỏ con, con dám. Mà từ ngày khi ba con mất cái giờ con lên đây rồi con gặp thầy thì con cũng được thầy là cái thuốc của con giảm cái thầy chồng con, thì bây giờ sống với cả thầy á là con không có thấy nhiều, nhưng mà khi thấy mà con thấy chồng con bây giờ vui lắm, vui mà con thấy con có sợ giống như hồi đó nữa, giống như con cũng phiêu định con không sợ, nó thấy mà trong giấc mơ thấy thì sao không giống như tại việc hồi đó, nhưng mà thấy vui nên là con rất là mừng. Bây giờ thấy sao? Dạ bây giờ sao? Dạ bây giờ con thấy con cũng ngủ con thấy những giấc mơ tối nào con thấy mà thấy vui vẻ, thế này như nào con thấy em có sợ, con có cảm phiêu mà giống hồi đó mà sợ lại quá, mà lúc này thấy vui lắm, thấy happy. So she says that for years she couldn't sleep because she is too terrified to sleep at night. Because the guy would, I think, jump in the bed or something like that. It went on like that for years, and changing the house didn't help. It seemed like the guy's the ex was following her, okay, wherever she went. And terrorizing her. And every time he would, she goes home, she's frightened. She's scared. Very scared. And she couldn't sleep every night for years on end. And then when she started going to the temple, she could sleep at night. And then she asked me to do the rebirth rack for him. And after that, she's no longer afraid of him. She occasionally dreams of him, sees him, she saw him. But when she saw him, she's no longer afraid of him. And actually, she says that, this is her own words, she says that he seems happier. You get it? Nghe có hiểu không?
khoái lạc, happier. See, we may not just love and we don't get attached to the people we love. That's bad. It's very hard to do. Very hard. But the truth of the matter is that this emotional love is something that binds you together, compels you to find each other again. Cái cái tình thương khó khó xả. Những cái cô ngồi sau ấy, thương thương chồng thương con, họ là bữa tụi nó đi đâu mình chạy theo mình rượt tụi nó để mà ôm, dễ sợ. Tại cái tình thương cái dễ sợ, đừng có tưởng nó hay ho gì đâu.
nó dễ sợ, mình đi mình chạy rượt nó nó đi liêu luôn, mình cứ mình chạy tới ôm thôi chứ. Cái tình yêu thương như vậy là xả nhau được, anh rất là khó. It's very difficult to undo the love thing. And because of that, you keep on going to each other. And what happens is, the way you do it is, my advice is that you turn the love into the love of cultivation, the love of the dog. Like the patriarchs do. They still love each other deeply. They still care for each other. But they support each other instead of going for the selfish love. You start out with the selfish love, you turn that into something more lofty. And because the other person loves you enough, he will agree to go for the loftiness as well, to be worthy of it. Does it make sense? Because the love, usually the true love is you want to be worthy of the other person's love. It's not like a possessive love where it's kind of raw, it's kind of low class, it's kind of selfish. You, for those types of people, you're not that attached to them in the first place. You're attached to the people and you cannot undo because of the deeper attachment, deeper love. And with the kind of love that you try to measure up, you try to be worthy, to be a worthy partner, that's kind of love you're talking about. Then it's easier to turn that into something lofty, something about cultivation, something that's meaningful, instead of just the sex and the emotions. Okay? You turn it around. Alright? And in order to turn it around, you have to change yourself first. Then the other person will change as well. Then you have the chance to come back and help the other person change and turn in that direction. And but unfortunately, they keep coming after you anyway. So until they change. But that's the nature of the attachment. They keep on coming at you and to express love. And because you reach a higher level, then they have to raise the stakes so that they raise themselves, so that they are worthy to be considered. They're worthy of you. So that's why that's how you save them, that's how you help them. Does it make sense? Cái chuyện thương yêu nó khó nói lắm, là nó khó giải quyết. Tại cái chuyện thương yêu, chuyện tình dục nó khó giải quyết. Nếu cái chuyện nói chuyện tình dục không, nó có gì mà đáng, không có gì mà nói nhiều. Cái nếu mà thiệt sự mà thương yêu nhau, thiệt sự mà thương nhau, mà đồng đàn, ok, thì có cái trong nó có cái đặc tính là muốn xứng đáng với nhau. Cái xứng đáng mới lâu dài được. Cái chuyện mà xác thịt không nó không lâu dài. Cái tình thương đồng đàn nó mặc nó nặng về, tại vì nó có sự xứng đáng ở trong nó mới lâu dài được. Thì trong trường hợp như vậy thì quý vị muốn giải quyết cái đó là một cách quý vị tu, quý vị giải thoát rồi thì cái người sẽ chạy tới rượt quý vị như thường thể đó. Ok, cứ là sinh một cái là chạy tới kiếm mình như được, kiếm cách mình đi đâu họ đi lùng theo bỏ mình như được. Khi gặp mình đó, thì tại vì trên độ mình cao rồi thì họ muốn xứng đáng để được mình thương, họ phải thương đấy, họ phải tu, phải cố gắng tu theo mình. Thế như vậy mình chuyển hóa tình thương thành cái tình thương cao thượng, chứ không phải là tình thương xác thịt. Ok, đó là một cách. That's one way. The other way is you send them to the pill này. Cách thứ nhì á, nó dễ hơn tí, là gửi họ đi phức quách Tây Phương Cực Lạc. Qua kia không còn thương, không còn yêu gì hết. Ok, you go, you send them to the pill and that's how you free yourself of them. Cái pháp bản sanh nó tuyệt vời lắm, nó giải quyết rất nhiều vấn đề. This is why the rebirth garden is so wonderful, you solve a lot of problems.
So if you really love someone, if you have someone you really love, thành cái người quý vị có người thiệt sự thương yêu đó, thì nhớ rằng cái tình thương đó nó khó mà giải quyết dễ sợ lắm. Cách giải quyết dễ nhất là gửi họ đi mạng xanh là xong chuyện. So if you have someone you love, you really love, and you want to resolve that, the easiest way is to send them to the Pure Land. And it gets resolved, and it's on their side. Okay. All right, we stop here tonight. Nhưng lại đây hết giờ. Okay, let's wrap it up.